chương 90. Rời đi thải tinh thành, tăng thêm chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngài đối vân nhai không phải cũng rất kiên kỵ. Nếu không, ngài sao không tự mình hỏi một chút hắn ý đồ đến. Vân nhai vì sao đích thân tới thải tinh thành, cái này không chỉ có là mạc đề chuẩn nghi vấn, cũng là nàng. Mạc đề chuẩn nhìn qua trong tay nàng nghĩ sao, thần sắc biến ảo. Phùng Diệu quân biết, hắn đang suy tính trong lời nói của nàng lỗ thủng. thế nhưng là dưới mắt cửa này, nàng nhất định phải bình yên vượt qua. đồng thời thế cục mặc dù nghe đối nàng không ổn, thế nhưng là ngụy quốc quốc sư chui vào lân cận, mặt đề chuẩn hẳn là nhất lo lắng quốc quân an nguy mới đúng. nàng đối đại tấn tới nói là cái không quan trọng gì quân cờ, thế nhưng là mặt đề chuẩn cũng sẽ không mặc nàng bị vân nhai chơi chết tại thải tinh thành, nếu không tấn mặt mũi, quốc sư mặt mũi muốn để vào đâu? nàng cố gắng bình ức tâm tình của mình không để nhịp tim lộn xộn một hồi lâu mạc đề chuẩn mới chậm rãi gật đầu cũng tốt cũng tốt là có ý gì hắn muốn đích thân gặp một lần vân nhai hay là hắn tin tưởng nàng lý do thoái thác lấy nàng đối mặt đề chuẩn hiểu rõ cái trước còn càng có khả năng tiếp theo đoạn này thời gian ngươi liền ở tại dinh thự bên trong chớ muốn đi ra ngoài mạc đề chuẩn trầm ngâm nói ta sẽ ở ngươi trong nhà thiết trí trận pháp, coi như hắn biến thành con ruồi đều không bay vào được. Muốn ngây ngốc bao lâu? Cho đến vân nhai rời đi mới thôi. Phùng Diệu quân khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Nói một cách khác chính là xa xa khó vời, thẳng đến tấn quốc bắt được vân nhai, hoặc là xác định hắn đã trở về đại ngụy mới thôi. Ở trước đó, nàng ngoại trừ trạch trong nhà luyện một chút công bên ngoài, chỗ đó cũng không thể đi không thể đi quản lý sản nghiệp của mình, không thể đi yên hải lâu. Khi cùng bị cấm túc có gì khác biệt? Thiết tâm ninh bỗng nhiên nói. Sao không dùng thế thân? Mạc đề chuẩn cùng phùng diệu quân nhìn nhau. Giải thích thế nào? Đưa thân đội ngũ ngày mốt liền muốn lên đường, sư muội bồi công chúa tiến về nghiêu quốc tin tức không có mấy người biết. Không bằng nàng giữ nguyên kế hoạch tùy hành, thả cái thế thân ở đây, tất nhiên vượt quá vân nhai dự kiến thiết tâm ninh kiểu nói này, phùng diệu quân mạch suy nghĩ cũng trong nháy mắt liền rõ ràng, nếu như hắn quả thực nắm lấy sư muội Thế thân, cũng sẽ không nạo ngài cùng vương thượng mặt mũi, ngược lại dễ dàng hơn ngài điều hành. Nàng phùng diệu quân tại mặt đề chuẩn ngay dưới mắt bị bắt, là quốc sư mất mặt, nhưng nếu như bị bắt đi chỉ là cái thế thân, ngược lại là vân nhai trúng mặt đề chuẩn mánh khóe. Mặt đề chuẩn không khỏi có chút ý động. Để phùng diệu quân bản tôn ve sầu thoát xác có lợi cho hắn buông tay buông chân bắt vân nhai để tụ bình hương mối thù nơi này chính là hắn sân nhà vân nhai một khi cùng hắn chính diện đối quyết nhất định là phải thua thiệt ngược lại đem phùng diệu quân phái đi ra có thế có cái gì chỗ xấu đâu có thiết tâm ninh ở một bên nhìn chằm chằm nàng không tạo nổi sóng gió gì cho dù nàng nửa đường đào tẩu đối với hắn đối đại tấn thật có thể có tổn thất gì nghĩ tới đây hắn rốt cục gật đầu Phùng Diệu Quân là sẽ quay về phủ đi làm xuất hành trước chuẩn bị. Nói đùa cái gì, Vân Nhai đã truy tới nơi này, nàng liền phải nhanh cải biến nàng minh hắn ngầm bất lợi tình trạng, sớm chạy cho thật nhanh. Chỉ cần lặng lẽ rời đi tấn đô, Vân Nhai cũng liền cầm nàng không có biện pháp. Bắt đầu từ hôm ấy, thải tinh thành toàn thành giới nghiêm, tăng cường tuần thú, đối ra vào người tu hành nghiêm ngặt quản khống. Nhưng Phùng Diệu Quân minh bạch, giả sử người tới thật sự là Vân Nhai, một chiêu này đối với hắn vô dụng. Mạc đề chuẩn cũng không nghĩ tới những này thông thường thủ đoạn có thể bắt lấy hắn, chỉ bất quá dựa vào cái này đối vân nhai phát ra một cái tín hiệu. Ta biết ngươi đã đến. Phùng Diệu Quân không dám ra ngoài, thế nào ngày này Trần Đại Sương một mình đi vọng tiên lâu dùng cơm, điểm chính là củ cải làm trứng tráng, rau hẹ hộp, làm nổ đêm rằm tháng giêng, cuối cùng còn muốn một bát hạnh nhân trà. Hắn ăn cơm xong liền đi, cũng không gặp bất luận kẻ nào, nhưng nữ chủ nhân tức sắp rời đi tấn đô tin tức đã thông qua cố định ám hiệu truyền cho lô truyện ảnh. Hôm sau, quốc sư phủ bên trong lái ra một chiếc xe ngựa, màn cửa ngăn cản chặt chẽ, trong xe người toàn bộ hành trình đều không có trêu chọc qua nó. Xe ngựa bằng vào quốc quân đặt cách thông quan lệnh, nên ngang lái vào hoàng cung, nửa đường liền người đều không cần hạ. Sau nửa canh giờ, nó mới nặng lại chậm rãi ly cung, chạy trở về quốc sư phủ. Hàm Nguyệt công chúa khởi hành một ngày này, bầu trời trong trẻo. Long trọng nghi thức bên trên, trang dung thắng tiên công chúa bái qua thượng thiên, bái biệt song thân. Nàng đem nước mắt trôi tại sinh dưỡng thổ địa của nàng bên trên một khắc này, trên bầu trời chợt hiện điềm lành rực rỡ, cánh hoa như mưa, nương theo tiên nhạc từ giữa không trung bay xuống. Giờ lành đến, đưa thân đội ngũ từ cửa nam chậm rãi ra, thải tinh thành bách tính đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, thịnh huống chưa bao giờ có. Khi đội ngũ này có hơn 3.000 người, ngoại trừ Tấn Vương đặc biệt phát quân cận vệ cùng ba cái đóng giữ đều đại doanh bên ngoài, nghi trượng, hậu cần các loại dáng vẽ nhân viên cũng có chừng 1.000 hào, chỉ là tấn công chúa gương liền tràn đầy 169 xe cả. Xin chú ý, kéo xe không phải phàm ngựa, mà là gọi ma long đa, quái thú, hình thể như núi nhỏ, sao voi còn muốn lớn hơn gấp 2, lực lượng cùng sức chịu đựng đều rất kinh người. Cùng nó tướng vừa phối xe thú, chí ít cũng là phổ thông xe ngựa gấp hai lớn, thứ này rõ ràng có thể tạo đến càng thêm to lớn, chỉ sợ đường núi gập ghềnh nhỏ hẹp không dịch hành đi mà thôi. Dạng này một chi đội ngũ, tiến lên tốc độ đương nhiên không thể so với kỵ binh tới lui như gió. Giờ tỷ xuất phát, hướng Tây mà đi, đến ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian ước chừng đi rồi 120 dặm, vừa vặn liền đến một chỗ tiểu trấn đặt chân. Đoạn đường này đi đều là quan đạo, lại tại tấn quốc nội địa, đầu một đêm liền một nắng hai sương tiến lên, ngày thứ hai vô luận như thế nào cũng muốn sống tốt nghỉ một chút. Đưa thân nha, cũng không phải vội vàng đi đánh trận, không nói binh quý thần tốc kia một bộ. Trong trấn đương nhiên ở không hạ nhiều người như vậy, cho nên đội ngũ tại bên ngoài trấn hạ trại, chỉ có công chúa và quan lớn tiến vào trong trấn tốt nhất khách sạn ở lại, rửa mặt dùng cơm, nghỉ đi ngựa xe vất vả. Nơi đó, tự nhiên bị trọng binh trấn giữ chỗ này cách thải tinh thành đã rất xa, công chúa liền ra hiệu bên người một cái tỳ nữ đơn độc đi mở khách phòng. Cái này tỳ nữ nguyên là dung mạo không đáng để ý, thế nhưng là nửa canh giờ rửa mặt sau đi tới, lập tức diễm kinh bốn tòa. Cho dù một thân tố váy, trên đầu chỉ đánh trâm bạc, cũng vẫn là kiều như xuân hạm, có thể làm bồng bích cũng sinh huy. Chính là phùng diệu quân. Đã cách xa tấn đô, nàng liền có thể rút đi ngụy trang, dù sao dịch dung dược vật xóa ở trên mặt cũng không thoải mái, nàng nhưng không có ý định đi đến mấy ngàn dặm đều muốn bị cái này tội. Nàng phải bồi đi Nghiêu Quốc an bài, ngoại trừ Tấn Vương, công chúa và Mạc Đề chuẩn sư đồ, cùng số ít cung nhân bên ngoài, cơ hồ không có bên cạnh người biết được, Mạc Đề chuẩn lại thay nàng tại thải tinh thành gia trạch bên trong sắp xếp thế thân, bởi vậy âm thầm địch nhân hẳn là không ngờ được nàng đã ở xa Tấn đô hơn trăm dặm bên ngoài. Nàng là an toàn trong khách sạn bỗng nhiên xuất hiện gương mặt lạ, chúng cận vệ kinh diễm qua đi ngay sau đó là đao kiếm ra khỏi vỏ, muốn đem nàng cầm xuống. Công chúa kịp thời quát to một tiếng, lui ra, tiến lên khoát lên tay của nàng, cùng nhau ngồi vào vị trí dùng cơm. Hai nữ thước tha mỹ mạo, ngồi cùng một chỗ như liên mở tịnh đế, xinh đẹp làm cho người khác không dời mắt nổi. Đáng tiếc hiện trường dám can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng công chúa, khi thật không có mấy người. Thiết tâm ninh làm là quốc sư cao túc, cũng cùng cùng các quý nhân cùng bàn dùng cơm, nói cười an nhàn. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 19 lúc gửi đi. Chương 91 Phong đường, tăng thêm chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghiêu tấn đại hôn, nguyên bản là thiên đại hỷ sự. Đêm nay, công chúa nắm lấy phùng diệu quân tại chỗ ở của mình cắt nến dạ đàm, nô tỳ cách lấy cánh cửa tấm còn có thể nghe thấy bên trong truyền tới hoang thanh tiếu ngữ. Thế nào cách một ngày trước buổi trưa, rất nhiều người đều biết hàm nguyệt công chúa đối phùng diệu quân ưu ái có thừa. Ngày thứ ba chạng vạn tối, cũng không tìm được phù hợp thành ban ký túc. Lĩnh đi đô thống dứt khoát tìm tới một chỗ tránh gió khe núi, yêu cầu toàn quân đóng trại, cắm trại chỉnh đốn. Phụ cận chỉ có hai cái tiểu sơn thôn, khoảng cách kế tiếp cỡ lớn nhân loại làng xóm còn có 30 dặm, nhưng mà phong cảnh cực đẹp. Lúc này mặc dù đã gần đến tháng 10, nhưng Tấn Quốc nội địa khí hậu ôn nhuận, không gặp tuyết rơi, nơi này liền còn có đầy khắp núi đồi lá đỏ, yên lặng rơi không người biết. Công chúa tới hào hứng, muốn lên núi ngắm cảnh. Tùy tùng ngăn cản, nàng lại ưu tư cười một tiếng. Rời đi Tấn địa, không biết còn có thể hay không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tấn đất nhiều lá đỏ, chiếu đến tráng chiều như châm lửa đốt trời dạng này chói lọi hùng vĩ mỹ cảnh, dị địa xác thực không thấy nhiều. Người hầu gặp Hàm Nguyệt công chúa trong mắt ống ánh, biết nàng câu lên sầu tư, không còn dám khuyên. Một đám quý tộc đều động hứng thú đi chơi, Phùng Diệu Quân cũng chỉ đành bồi tiếp Hàm Nguyệt công chúa lên núi đi. Đi đến giữa sườn núi, công chúa mới phát hiện người ta đều mang hộ vệ tỳ nữ, duy chỉ có Phùng Diệu Quân sau lưng lại đi theo mấy cái đầu bếp. Công chúa ngạc nhiên nói, Mang mấy người kia làm gì? Người đương thời giỏi văn từ so phú, nàng thu dưỡng môn khách thì có sở trường đạo này người, lúc này hãy cùng tại phía sau. Đối mặt cái này toa cảnh đẹp, Phùng Diệu Quân lại mang mấy cái nấu cơm người thô kệch lên núi làm gì? Phùng Diệu Quân cười cười. Ta nghe người trong thôn đạo, nơi đây địa khí khác thường, trên núi đường túc tại dưới mắt cuối thu thời tiết còn có thể sinh đường. Không nếu chúng ta thu thập chút cây dịch, lấy người chịu ra phong đường. Công chúa tại Nhiêu Quốc lúc cũng có thể nếm thử quê quán hương vị. Vừa dứt lời, đám người dồn dập xưng tuyệt. Phổ cái từ, viết cái phú mặc dù phong nhã, lại là thông thường. Thải tinh thành mỗi ngày lớn nhỏ nhã tụ tập không hạ hơn 10 trận, lại nói tấn công chúa bên người sẽ thiếu văn tài sao. Phùng diệu quân ý tưởng đột phát, lại là mới lạ thú vị. Hàm nguyệt công chúa đi Nhiêu Quốc, chỉ cần ăn cái này phong đường liền có thể nhớ tới nàng. Nghe một chút đều là trực quan gia ngựa p, người ta liền có thể vỗ như vậy tươi mát lịch sự tao nhã rõ nét, chẳng trách hồ công chúa như vậy thích nàng. Liền có mấy cái ngầm thầm bội phục, rõ ràng thôn người nói chuyện lúc bọn hắn cũng ở một bên nghe, vì sao mình liền thiếu căn này dây cung. Hàm Nguyệt công chúa bị nàng nói đến tràn đầy phấn khởi, vỗ tay nói: "Nghe thú vị cực kỳ, sao xin cách làm? Người đương thời đã có thể luyện ra các đường cùng đường đỏ." vật liệu căn bản là cây mía cùng củ cải đường, nhưng phong đường bởi vì ngọn nguồn tài nguyên cớ, sản lượng rất ít, chỉ cung cấp đình quý sứ dùng. Cửa vào có một hương tan ra, lưu lại đầu lưỡi một chút tiêu đường mùi, cấp độ so với các đường phong phú rất nhiều. Hàm Nguyệt công chúa đương nhiên nếm qua, nhưng lại không biết nó chế pháp, lần này lấy chồng ở xa thiên lý xa xôi, cũng không mang theo bực này không liên quan sự vật đi nhiêu, giờ phút này nhớ tới mùi vị của nó, bỗng nhiên chảy nước giải đám người vừa vặn đi đến một mảnh rừng phong, Phùng Diệu Quân phân phó vài câu, sau lưng đầu bếp liền chui vào rừng bên trong, bắt đầu tìm kiếm đường túc. Cây phong chủng loại rất nhiều, có thể sinh đường chỉ có chút ít mấy loại, đều được xưng đường túc. Theo lý thuyết, nó chỉ ở ngày xuân bên trong mới sinh đường nước, bởi vì lúc này muốn đem thu đông dấu ở rễ cây bên trong đường gửi cho mới nảy mầm chồi non. Mà khi nha nhi trưởng thành lá cây, đường phân lưu động liền đình chỉ, cây phong cũng sẽ không tái sản xuất đường dịch. Đoạn thời gian này rất ngắn. Các phu khuân vác tìm tới đường túc về sau, ngay tại thân cây mở ra lỗ nhỏ, nghiêng cắm vào ống đồng cũng đệm tốt phòng để lọt, quản hạ tiếp cái lũ lục túi hoặc là thùng gỗ. Rất nhanh đám người liền gặp được trong suốt chất lỏng từ ống đồng bên trong chảy ra, nhỏ xuống ở phía dưới trong thùng, tốc độ kia còn rất nhanh địa, mỗi hơi thở có thể rơi xuống một dọc tả hữu. Hàm Nguyệt công chúa thấy thú vị, lấy người cho mình vén tay áo lên. Ta cũng đi thử một chút. Tự tay tuyển một cái cây đến đâm ống đồng. Cái khác quý nhân cũng tứ tán ra, lộn xộn có hiệu quả phản phất. Không bao lâu, trong rừng hơn 30 khỏa đường túc đều bị cuốn lên cái ống. Phùng Diệu quân hướng biên giới di động, muốn lại tìm ra vài cộng tới. Nàng mới đi ra khỏi đi hơn 10 bước, thiết tâm ninh liền đi tới chặn nàng. Chớ có cách bày, chú ý nguy hiểm hoàng hôn buông xuống bên trong, rừng phong đã ảm nặng. Mặt trời xuống núi về sau, trong núi liền đã nổi lên sương trắng. Chỗ này không tính thâm sơn đại trạch, nhưng cũng là hoang giao giả địa. Bình thường giả thú nàng không để trong lòng, sợ chỉ sợ. Phùng Diệu quân gật đầu, ăn hắn cái này nhắc nhở, sau đó hướng mọi người nói. Sắc trời đã tối, đường dịch còn muốn một canh giờ mới có thể tiếp xong, không nếu chúng ta đi đầu quay lại. Lúc này tia sáng đã rất tối, lại có gần nửa canh giờ liền muốn vào đêm. Hàm Nguyệt công chúa chơi hưng chưa cởi, nhưng cũng biết cần phải trở về, trong đêm cánh rừng cũng không an toàn. Nàng thở dài nói: "Hồi đi." Phùng Diệu Quân quay đầu, trông thấy cánh rừng bao la bạc ngàn nặng nề, tiếng gió mênh mông, phản phất có quái thú giấu kín trong đó. Nơi này xác nhận đường dịch, từ có người chuyên trông giữ, mang về đại doanh sau đó trong đêm chịu chưng lấy chế. Mấy trăm cân đường dịch, cuối cùng mới có thể chịu ra mười mấy cân phong đường. Tấn phương pháp ăn, là bôi ở đặc chế bánh sốt bên trên dùng ăn, mấy ngụm thơm ngọt bánh quế vào trong bụng, lại hỏng bét tâm cảnh cũng có thể sau cơn mưa trời lại sáng. Hàm Nguyệt công chúa ăn hai cái, mặt lộ vẻ mỉm cười, nước mắt lại lăn xuống dưới. Dạng này khang hiếm đồ ngọc chỉ có quyền quý có thế hưởng, phùng diệu quân ăn hai cái cũng trở về trướng nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đuổi đến bốn cái tình thiên con đường, tấn đều đã tại hơn 300 dặm bên ngoài. Cho dù là thừa thiên lý lương câu đi trở về, cũng không phải một ngày đêm có thể tới. Lại hướng Tây, chính là kéo dài vạn dặm, nguy nga thẳng tắp bạch tượng dãy núi. Đi đến nơi đây, bất kể là phùng diệu quân vẫn là thiết tâm ninh đều trầm tĩnh lại, nhất là người sau tiếp vào tấn đô đến tin tức. Mặt đề chuẩn đặt ở thải tinh thành phùng diệu quân thế thân, tại đưa thân đội ngũ rời đi hai ngày sau chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Mặt đề chuẩn sư đồ ở giữa tự có mấy bộ đưa tin biện pháp, lúc này thùng thư là từ một loại màu đen hải Âu chim đưa tới. Vật này sinh ra song tâm, quen làm đường dài phi hành. Như quyết tâm thà dạng này người tu hành có biện pháp lấy ra một lòng đảm bảo ở bên người, mặt đề chuẩn thả ra đen hải Âu nó liền sẽ lần theo song tâm ở giữa cảm ứng bay tới tìm thiết tâm ninh, lấy đưa lấy thư tính đổi về mình trái tim. Phùng Diệu Quân thấy tận mắt tốc độ của nó, ít nhất là bồ câu đưa tin gấp 5 lần trở lên, dùng nhanh chóng như thiểm điện để hình dung cũng không quá đáng. Thiết tâm ninh nói, thế thân tại chúng ta rời xa về sau mới bị giết, nói rõ đối thủ vẫn lưu tại thải tinh thành bên trong. Thế thân đã chết rồi, hắn liền vẫn là phải đứng trước lưỡng nan lựa chọn, lại đuổi theo tỷ lệ rất nhỏ. Phùng Diệu quân nhẹ gật đầu, ban đêm mặt hướng đông phương, mặt hướng thải tinh thành phương hướng đốt ba nén hương. Thế thân là mạc đề chuẩn an bài, người là vân nhai dết, nhưng tuyệt không thể nói không có quan hệ gì với nàng. Thiết tâm ninh nói không sai, thay sau khi chết, vân nhai đại khái cũng biết mình mắc lừa, nhưng hắn vẫn như cũ không biết phùng diệu quân hành tung, thế nào chỉ có thể làm hai cái phương hướng suy đoán. Nàng tại thải tinh thành, hoặc là nàng đã rời đi. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, từ đến mai lên, xin mọi người che hảo tâm bẩn mặt dễ thương mặt khác, thế mà không có ai đoán ra meo quân trước khi đi phát ra ám ngữ. Chương 92 Chính chủ nhân tới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu như Phùng Diệu Quân đã rời đi Tấn Đô, như vậy muốn truy tung đến cơ hội của nàng rất xa vời, nàng khả năng tiến về bất kỳ địa phương nào. Tuy nói nàng cũng có thể là xen lẫn trong công chúa đưa gã trong đội ngũ ra khỏi thành, thế nhưng là trong cùng một ngày ra vào tấn đô thương đội nhiều đến đến 7, 80 chi, Vân Nhai làm sao dám chắc chắn nàng không có lựa chọn nào khác. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, nàng vẫn là dịch dung hai ngày mới tẩy về nguyên trạng. Cho tới bây giờ, cơ bản có thể xác định mình là an toàn. Ngày thứ năm, đưa gã đội ngũ đến Lan Nha Bảo. Nơi này nhưng thật ra là cái trung đẳng quy mô thành trấn, nguyên do tư nhân hương trại phát triển, bởi vậy còn bảo lưu lại lúc đầu xưng hô. Lan Nha Bảo cũng là tấn quốc tiến vào bạch tượng dãy núi trước đó người cuối cùng loại thành thị, có thể xưng biên tái, bất kỳ cái gì dự định Tây Tiến đội ngũ đều chọn ở đây làm thật đầy đủ tiếp tế. Đưa gã đội ngũ ở đây nấn ná thời gian dài nhất, chỉnh một chút một cái ngày đêm. Thị vệ nghe qua về sau, lĩnh hàm nguyệt công chúa cùng phùng diệu quân tìm tới nơi đó một quán cơm dùng cơm. Cái này tiệm ăn bề ngoài không phải trong thành lớn nhất, thậm chí vị trí còn có một chút lệch, nhưng là đông như trễ hội, đại đường 11, 12 bàn lớn đều ngồi đầy, lại đến khách nhân đành phải ngồi vào thiên viện đi. Cho dù dạng này, tiệm ăn bên ngoài cũng còn xếp đội. Công chúa thủ hạ tự nhiên có biện pháp lấy tới chỗ ngồi. Bản địa ăn uống nhất định không bằng tấn đô tinh tế giảng cứu, nhưng kiều mạch mì sợi phá lệ đạn răng, thêm thức ăn là hầm đến hương nát khối lớn thịt dê muộn giòn măng. Khò khè một ngụm, từ cuối thu vùng đồng nội mang vào hàng khí liền bị khu không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nhất có đặc sắc vẫn là nơi này hướng bánh thịt nướng, hiện nướng hiện ăn. Bánh bột ngô liền dán tại nóng hổi trong thùng sắt, có khách muốn, chủ quán đã bắt một cái ra mổ miệng, hướng bên trong nhét vào nướng đến khô vàng thơm nước thịt dê. Bản địa dê đều nuôi thả tại bãi sông, lấy khổ rêu làm thức ăn, chất thịt phá lệ mảnh ngọt, cắn một cái liền miệng đầy chảy mỡ. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy dư vị vô tận, lại là bánh bột ngô bên trong tiếng mặt khác một vật. Trụ lê đông lạnh. Lan Nha bảo nơi này sản xuất lê nhanh muốn vượt qua trái bưởi lớn, nước sung mãn nhưng cảm giác thô ráp, nguyên bản không có nhiều nhân ái ăn. Cũng không biết cái nào cơ linh phát minh ướp lê biện pháp, đem quả lê cắt miếng ngâm mình ở thổ dâu tử trong rượu, thả một đêm liền làm thành ướp lê hiện tại đã là cuối thu, chân núi ban đêm phá lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhét vào hướng bên trong rượu lê chính là băng đến sầm răng, cùng nóng hôi hổi nướng thịt dê cùng một chỗ cửa vào, lập tức liền có thế thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ, mà hậu quả hương tự nhiên trốn thoát mùi dính, lưu lại dư vị vô tận. Khẩu vị đặc biệt như vậy hướng thịt, Phùng Diệu Quân cũng không nhịn được ăn hơn hai cái, sau đó đứng lên đi cung phòng. Đạo Hạnh cao thâm người có thể tích cốc, nàng a tạm thời còn tránh không được ngủ cốc luân hồi tiệm cơm sinh ý tốt liền hậu viện đều bị trừ ra đến mở tiệc cho nên cung phòng ở xa hơn 10 trượng bên ngoài hai hàng rừng trúc về sau đi loại địa phương này người bên ngoài cũng không tốt đi theo gió đêm kình lạnh trúc tử đã sớm rơi sạch phiến lá chỉ còn lại trụi lũi thân cành đung đưa trong gió trong bóng đêm nhìn như yêu ma dương nanh múa vuốt phùng diệu quân nhanh chân xuyên qua rừng trúc đi trở về trong lúc lơ đảng cúi đầu xuống, lại phát hiện trên mặt đất có hai cái bóng người. Một đầu là mình, một cái khác đầu chịu được rất gần, lạc hậu nàng nửa bước mà thôi. Cái này giật mình thật là không như bình thường, nàng nhịp tim đều lọc nửa nhịp. Phùng Diệu Quân lúc này hướng phía trước một cái bước xa, xoay người đồng thời chú y nhọn hướng phía trước đưa ra, một bên cao giọng quát. Ai? Chỉ hỏi nửa câu, thanh âm liền kẹp lại, chỉ vì sau lưng kia một đám trúc tử bên cạnh thình lình bày biện cái rách rưới người bù nhìn. Nó cùng chân nhân chờ lớn, trên đầu cuốn lấy khăn vải, hai tay tự nhiên mở ra, tại đêm gió lay động hạ trước sau lay động, chợt nhìn bóng dáng của nó thật đúng là giống có người hành tẩu. Nàng thần kinh kéo căng quá gấp, kết quả náo như thế cái ô long. Phùng Diệu quân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm giác không đúng vật này tác dụng là xua đuổi tước điểu nhưng nơi này cũng không phải hạt thóc trận ai sẽ tại rừng trúc thả cái người bù nhìn ý niệm này còn chưa chuyển xong sau lưng bỗng nhiên mát lạnh giống như là có lớn lao hung hiểm tiến đến phùng diệu quân lại không chần chờ lên tiếng kêu cứu đồng thời nhanh chóng hướng phía trước trốn nhảy lên thế nhưng là nàng một bước cũng còn chưa bước ra phía sau trống rỗng duỗi ra một cái tay ấn ở cổ họng của nàng lên cái tay này nhìn rất đẹp khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, nhìn càng thích hợp đánh đàn mà không phải ách người cổ. Phùng Diệu Quân lại cảm giác cái cổ bên trên truyền đến băng hàng thấm vào cốt tủy, lập tức đưa nàng nuốt cơ đều đông lại, kia một tiếng kêu cứu liền câm lửa. Cái tay này bên trên sức mạnh lớn đến kinh người, xinh xinh đưa nàng sách cách mặt đất, quay lại. Sau đó, nàng liền nhìn tiếng một đôi giống như cười mà không phải cười cặp mắt đào hoa, nơi đó chớp động ánh mắt so ánh trăng còn phải ôm nhu, còn muốn động lòng người. Phùng Diệu Quân lập tức cứng lại rồi, bắp thịt cả người không một tia có thể động đậy. Cách gần như vậy, nàng mới phát hiện hắn rất cao, cao hơn nàng ra một cái đầu. Hắn một thân huyền y, có chút cúi đầu, tại bên tai nàng nói nhỏ. Phùng Diệu Quân. Ba chữ này từ trong miệng hắn nói ra, quả thực chính là thâm trầm nhất ác mộng. Nàng mắt lộ kinh hoàng, không để ý mình ít hầu bị bóp, điên cuồng lắc đầu. Đáng tiếc, có thể Đông đưa biên độ quá nhỏ. Hạnh Ngộ, hắn giống như không có cảm giác, lẩm bẩm nói, "Ta gọi Vân Nhai, ngươi còn nhớ ta không?" Thanh âm của hắn nhu hòa giống tình nhân ở giữa thì thầm. Nàng lại muốn lắc đầu, bất quá lúc này rừng trúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Có người đến. Vân Nhai cười nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Đưa tay tại nàng cần cổ kéo một cái, đem đầu kia dây xích giật xuống đến, ném tới người bù nhìn trên thân. Sau đó nắm lấy nàng đằng không mà lên, tại lâm sao bên trên hai cái lên xuống, xa đã đi xa. Hắn thân giống như quỷ mị, nơi này không người sẽ bị kinh động. Phùng diệu quân tiếng gió bên tai hô hô, trước mắt cảnh trí đáp ứng không xuể, nàng không cách nào phán đoán người này tốc độ. Chỉ chốc lát sau, vân nhai ngừng lại, đem nàng đưa vào một gian nhà dân bốn vách tường đơn sơ nhưng trong phòng sạch sẽ trên bàn thậm chí còn điểm một nửa nến đèn nhưng chủ nhân lại không biết đi nơi nào vân nhai đem nàng nhét vào bên cạnh bàn chiếc ghế bên trên như cũ lặp lại vấn đề kia còn nhớ ta không hắn chế trụ nàng toàn thân tu vi về sau liền buông tay ra cũng không biết được hắn làm cái gì tà pháp nàng vẫn như cũ không thể động đậy nuốt bộ ngược lại là lỏng nhanh chuyển bất động đầu nàng chỉ có thể thấp giọng nói. Nhớ kỹ, chúng ta tại tụ Bình Hương gặp qua. Hắn đã có thể gọi thẳng tên của nàng, lại đưa ra loại vấn đề này, đó chính là nhớ lại nàng. Nàng lại phủ nhận, bất quá là nhiều chịu đau khổ. Vân nhai nhẹ gật đầu, đưa tay tại trên mặt nàng tìm tòi, lại tại bốn phía khẽ bóp hai lần. Đây cũng không phải là khinh bạc, chỉ là kiểm tra trên mặt nàng có hay không dịch dung dược vật. Kết quả cũng làm hắn hài lòng. Xem ra, đây cũng là phùng diệu quân bản tôn không sai, không còn là thế thân. Nghe nói, là ngươi giết ta thủ hạ hoàng thu vĩ. Nàng rất không có nghĩa khí thú nhận nói. Là miêu phụng tiên giết, ta, ta chỉ là phụ công. Thay tính tính đầu u đầu sức tráng búa nhỏ là miêu phụng tiên, nàng lúc ấy dùng phân thủy thứ căn bản không đạt được cái hiệu quả này. Chương sau, 11 lúc thả ra. Chương 93 Giết chút người, vỗ vỗ tay. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hắn lúc đầu hẳn phải chết, ngươi cải biến chiến cuộc. Vân nhai thâm thâm nhìn tiếng đáy mắt của nàng, người của ta chỉ trở về mấy cái, bọn hắn nói, ngươi ném ra một tảng đá lớn, tính tính vốn lại cùng tính đại phát, lúc này mới bị miêu phụng tiên lấy tiện nghi. Nàng mờ mịt nói, ta không biết yêu quái vì cái gì phát cuồng. Ba năm trước đây, cá mập yêu thụ Lý Nguyên Bùi sai sử đến tập kích ngươi, kết quả bị ngươi đánh nát xương sọ. Vân nhai mỗi chữ mỗi câu, lại tính đến lực nâng cự thạch ngàn cân, lấy tu vi của ngươi, muốn như thế nào mới có thể làm được hai chuyện này. Hắn đáy mắt có ức không được hàng quan chấp động. Mặt đề chuẩn nói đến không sai, đường đường vân đại quốc sư làm sao lại bởi vì thủ hạ yêu quái bị giết, cũng chỉ thân không xa vạn dặm đi tấn đô. Không phải hắn xem nhẹ thủ hạ tính mệnh, mà là quốc sư đối bản nước mà nói hết sức quan trọng. Ngụy quốc còn chưa xuất hiện có thể kế nhậm chức quốc sư người ứng cử, nếu là hắn không may vẫn tại tấn quốc, đối với Ngụy quốc tới nói là đặc biệt đã kích nặng nề. Vân Nhai nhớ tới, là mình trong đan điền xuất hiện lần thứ nhất dị thường. Tính toán ra, khi đó vừa lúc cũng là hơn 3 năm lúc trước cái hạ thu lúc mà liền tại Hoàng Thu Vĩ chết đi cùng ngày, đã thật lâu không còn tham ô hắn linh lực người kia, bỗng nhiên vụt 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 mượn đi không ít. Cái này hai lần linh lực dị thường, coi như có lẽ đều cùng Phùng Diệu Quân có quan hệ. Đồng thời hắn sẽ không quên, mình lần đầu gặp Phùng Diệu Quân là tại tụ Bình Hương, sự kiện kia bên trong quấy tiếng vào Ngao Ngư, quấy tiếng vào mạc đề chuẩn. Vân Nhai mơ hồ có một chút phán đoán, trong đăng điện dị thường tựa như là từ hắn nuốt vào Ngao Ngư Long Châu về sau mới xuất hiện. Trực giác của hắn luôn luôn như là giả thú tinh chuẩn cho nên kia long châu bên trong đến cùng cấp dấu bí mật gì đây mới là hắn không xa ngàn dặm chạy đến tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân thực sự phùng diệu quân mở ra miệng nhỏ hơn nửa ngày mới phí sức nói đây không phải là ta mình lực lượng sư sư phụ từng cho ta cứu mạng pháp khí thời khắc mấu chốt có thể dùng ra cự lực nguyên lai là dạng này vân nhai giật mình phùng diệu quân từ trên mặt hắn nhìn không ra tin hay không thế nhưng là hắn cười tủm tỉm đáy mắt không có nửa điểm nhiệt độ, cái này khiến nàng rùng mình. Vân nhai bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay, ấn tại nàng mạch đập bên trên, linh lực bởi vậy xâm nhập, thuận kinh mạch hướng nàng trong đan điền chui vào. Liền gặp phùng diệu quân gương mặt xinh đẹp bởi vì thống khổ vạn vẹo, một hồi mặt đỏ như lửa, mồ hôi cuồn cuộn, một hồi lông mày treo băng sương, hà hơi thành băng. Sau đó, nàng phốc phun ra một ngụm máu tươi máu rơi xuống trên mặt bàn đầu tiên là kết thành mỏng xương sau đó bỗng nhiên không lửa tự đốt vân nhai lại thất vọng thở dài nữ tử này linh lực cùng hắn đã không đồng nguyên cũng bất tương dung chẳng lẽ cùng hắn cùng hưởng linh lực người kia thật sự không phải nàng còn có một vấn đề cuối cùng hắn nhấp nhẹ môi mỏng trong mắt khó được bộc lộ hai phần không cam lòng năm đó tại truy huyện nha môn ta hỏi qua ngươi cái gì tới Phùng Diệu Quân nuốt một chút nước bọt. Cái này quá nhiều người nghi, sợ qua mặt của nàng về sau vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn xác nhận thân phận của nàng. Ân. Hắn chỉ truy vấn một chữ này, quay đi quay lại trăm ngàn lần bên trong tất dấu vô hạn sát ý. Ngươi, ngươi hỏi ta. Nàng run ngữ không thành tiếng, đẩy ngã vương bà về sau còn đi nơi nào. Cặp kia cặp mắt đào hoa có chút nheo lại. Câu trả lời của ngươi ta nói ta ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về trang vừa dứt lời ngoài phòng bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng ánh sáng chiếu đem vân nhai con ngươi chiếu đến cơ hồ trong suốt sau đó có một cái trong phòng hai người đều âm thanh rất quen thuộc cười to nói vân nhai lúc này ta nhìn ngươi trốn nơi nào mau ra đây ba năm trước đây đỡ còn không có đánh xong mạc đề chuẩn vị này tấn quốc đại quốc sư thế mà tự mình đuổi theo ra bên ngoài mấy trăm dặm một mực theo đến chân núi bạch tượng sơn liền vì giờ này khắc này cứ tin đến phùng diệu quân trên mặt cuối cùng khó nén vẻ mừng như điên vân nhai nhưng thật giống như không nghe thấy hắn ngồi thẳng người thật dài than ra một hơi sự thất vọng lộ rõ trên mặt xem ra người ta muốn tìm không phải ngươi nói hạ lại có ba phần tịch liêu Phùng Diệu Quân còn không tới kịp thở vào, Vân Nhai liền giữ lại nàng tinh tế cái cổ, hơi dùng lực một chút. Trăng rắc một tiếng, cổ đoạn mất. Phùng Diệu Quân khó có thể tin nhìn hắn chầm chầm, há to miệng dường như có chuyện muốn nói, thế nhưng là trong mắt thần quan dần dần ảm đạm, cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Vân Nhai phủi tay, nhẹ nhàng thay nàng đóng lại hai mắt. Coi như nàng không phải người hắn muốn tìm, thế nhưng là tính tính thù vẫn là phải báo sát thương dưới tay hắn người sao có thể như thế trốn qua một kiếp hắn tại nàng trên đỉnh đầu vỗ thì có một cổ màu xanh nhạt hơi khói từ nàng thất khiếu tuôn ra còn chưa tụ hợp lại liền bị hắn chọc trong tay ngay sau đó hắn lòng bàn tay toát ra một nhỏ đám ngọn lửa màu đỏ thanh yên tiếp xúc hỏa diễm lập tức phát ra tiếng gào chát chúa giống như là thống khổ không chịu nổi giết người diệt hồn lúc này ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức ốc tiếng va đập kia là mạc đề chuẩn oanh kích vân nhai bày ra kết giới hắn bản thân liền là trận pháp đại gia cái này trong lúc vội vã bố liền kết giới không cản được hắn bao lâu quả nhiên vẹn vẹn mấy hơi thở về sau kết giới liền tuyên cáo tan biến dân cư cửa gỗ đột nhiên vỡ thành trăm tấm cùng bọn chúng cùng một chỗ xông tới là mạc đề chuẩn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trên cánh tay cơ bắp bí lên quanh thân khí kình phồng lên, mình thần hoàng khí túc. Thế nhưng là trong phòng không có người sống, cứ việc cửa sổ đóng chặt. Hắn thế mà vô hụt. Chính giữa kia tấm bàn gỗ đã bị chuyển đến bên cạnh, lộ ra bên trên vẽ một cái huyết hồng sắc trận pháp. Cùng bàn tròn chờ lớn, đường công phức tạp. Mạc đề chuẩn cuối người xích lại gần, ngửi hai lần. Vẽ trận pháp vật liệu quả nhiên là huyết dịch, lại mang theo thản nhiên hương khí, lại không khó nghe. Thiết tâm ninh cũng từ bên ngoài chạy vào, nhìn quanh hai lần nhìn thấy trận pháp, không khỏi thất thanh nói. Đây, đây là nhỏ bàn sơn trận. Mặt đề chuẩn sắc mặt khó coi, chỉ nói ba chữ thạch chi huyết, chợt lách người đã không thấy tâm hơi. Cái bàn còn đang thiêu đốt. Thiết tâm ninh quay đầu, trông thấy áo xanh cô nương nằm trên mặt đất, hai mắt đóng lại. Ánh lửa đem sắc mặt của nàng chiếu đỏ, nếu không phải cổ của nàng hiện ra kỳ quái góc độ, nhìn liền như sa vào ngủ say. Trong phòng cuốn vào một trận gió, mặt đề chuẩn lại trở về, lắc đầu nói. Không ai nhìn thấy hắn. Chung quanh nơi này bày ra thiên la địa võng, còn có mặt đề chuẩn thân thiết trận pháp. Vân nhai nếu là từ trong nhà chạy ra, cứ việc người tấn không nhất định cản đến hạ hắn, nhưng luôn có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Nhưng mà, cũng không có. Nhưng thấy người này hoàn toàn chính xác thông qua nhỏ bàn sơn trận trốn. Nhỏ bàn sơn trận cùng bàn sơn trận vẻn vẹn kém một chữ, hiệu quả lại phải thật lớn rút lại, truyền tống khoảng cách vẻn vẹn không đến 30 dặm, nhưng đối với Vân Nhai tới nói, cái này đã đầy đủ. Huống hồ hắn còn dùng tới thạch chi huyết thay thế chu sa, loại tài liệu này bản thân phú hàm linh khí, có thể chèo chống trận pháp ổn định vận hành. Nhưng giống như bàn sơn trận, trận pháp này cũng là đơn lần đơn hướng truyền thâu, đồng thời chỉ có thể đưa đi một người. Mặt đề chuẩn quanh co khẩu khí, đầy mình nổi nóng Cái này nhân sinh tính quái đảng, làm việc lại cẩn thận Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến Khoa khoa khoa, nhanh đến chính đề Chương sau vì nguyệt phiếu tăng thêm chương, 15 lúc thả ra, cầu thiếp phiêu Nếu như thân môn nghĩ tại điểm xuất phát salon bên trên nhìn thấy một cái tròn vo thủy vân tê tê Chương 94 Tạm thời an toàn, tăng thêm chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chuyện này khúc mắt cần xử lý ngay tại chỗ mặc dù hắn cùng tấn vương đều rõ ràng tập kích yên hải lâu giết chết phùng diệu quân người tám thành chính là vân nhai lại chưa bắt được chứng cứ rõ ràng không thể trống rỗng xác nhận mặt đề chuẩn đuổi theo ra mấy trăm dặm bày ra cục này chính là vì dẫn vân nhai hiện thân chỉ cần hắn lộ mặt bị người tấn trông thấy việc này chính là chắc chắn chạy không thoát tấn quốc cuối cùng cũng có tay cầm đối ngụy quốc nổi lên. Thật đáng giận chính là, vân nhai đối điểm này đồng dạng tính được tinh chuẩn, trước thời gian bày ra đường lui. Thiết tâm ninh lại nhìn xem phùng diệu quân thi thể cười nói. Hắn không có thắng, chúng ta cũng không tính thua. Lúc này trên bàn hỏa diễm đã thôn vệ cửa sổ bố, dẫn đốt chồng chất tại góc tường tạp vật. Ánh lửa sáng người bên trong, hai người đều trông thấy phùng diệu quân bàn chính tại phát sinh cải biến ngạo nghễ ưỡng lên cái mũi hơi lúng xuống dưới một chút, con mắt cũng thay đổi lâu một chút, cầm thu tròn. Không ra mấy hơi, nàng thế mà thay đổi khuôn mặt, từ trước kia xinh đẹp động lòng người biến thành còn xưng thanh tú. Nàng căn bản không phải phùng diệu quân. Ngay sau đó, từ trong miệng nàng chui ra một con trong suốt, đầu tròn tròn não tiểu trùng, tướng mạo lại có mấy phần manh sủng đáng yêu. Nó lăn xuống đến, vừa vặn rơi tại mặt đề chuẩn lòng bàn tay, thế nào co lại thành một hoàng tiểu cầu rốt cuộc bất động trừ phi có hai người như vậy thị lực nếu không đứng tại ngoài hai trượng ai cũng nhìn không ra trong tay hắn nâng dị vật mạc đề chuẩn tiết hận nói sắp thành lại bại đem thứ này thu vào vật này tên là dịch hình cổ trải qua thuần dưỡng sau có thể từ người ăn nó sẽ vào ở cao mù ở giữa trợ giúp túc chủ thay đổi dung mạo nó cùng dịch dung thuật khác biệt không lưu vu biểu diện, mà là điều khiển tinh vi chủ nhân cốt cách của bộ mặt cùng cơ bắp. Từ cái này góc độ tới nói, gương mặt này chính là thật sự, không giống dịch dung dược vật có thể bị lột trừ. Muốn đổi về diện mạo như trước, hoặc là đem dịch hình cổ lấy ra, hoặc là túc chủ chết mất, dịch hình cổ hấp thụ năng lượng dù không nhiều, dù sao cũng là ký sinh. Túc chủ chết rồi, nó liền phải tranh thủ thời gian chuyển ổ. Mạc đề chuẩn tới cũng nhanh, Vân Nhai trượt đến cũng sớm, không thấy được Phùng Diệu Quân sau khi chết biến hóa, nếu không thì sẽ biết hắn giết nhầm người. Thiết Tâm Ninh có chút ít cực kỳ hâm mộ nói. Hai năm trước, Bác Hợp Thành cũng bán ra một đôi dịch hình cổ. Ta tiến đến lúc, đã bị người chụp đi. Thứ này rất hy hữu, còn nhiều người muốn. Chính là mạc đề chuẩn trong tay cái này mấy cái, cũng là đưa thân đội ngũ xuất phát trước tấn vương đặc biệt thưởng mặt đề chuẩn hướng về phía lửa cửa gỗ thổi ngụm khí. Lần này đâu chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, ngọn lửa chợt rồi một chút nhảy lên lên nửa ngày cao. Hai người cái này mới đi ra khỏi đi. Lại quay đầu nhìn lại, nhà gỗ đã thiêu hủy một nửa. Phụ cận khách nhân nghe tiếng sang đây xem náo nhiệt, Hàm Nguyệt công chúa đứng ở đằng xa nhìn ra xa hai mắt, ngược lại là quay người đi. Phòng cùng người ở bên trong cùng một chỗ thiêu hủy, nhân chứng liền không có dù là vân nhai sau đó quay lại đến, cũng không nhìn thấy tên giả mạo hình dáng. Về đến đại doanh, công chúa bên người nàng lại có một cái tỳ nữ đi thiết tâm ninh nơi ở, ngồi đối diện tại chủ vị mạc đề chuẩn hành lễ, thanh âm chắc chúa. Đa tạ đại quốc sư viện thủ, nhấc tay áo cản ở trước mắt, lại thả tay xuống, gương mặt kia liền biến thành mềm mại linh vũ, là trầm ngư lạc nhạn dung mạo. Nàng đưa tay, trong lòng bàn tay cuộn tròn một cái nho nhỏ dịch hình cổ. Mạc Đề chuẩn lại khoát tay không tiếp. Trải qua chuyện này, Vân Nhai hẳn là sẽ không trở lại. Nhưng vì lý do an toàn, ngươi lại nhiều đóng vai mấy ngày. Ta cái này liền trở về, ngươi tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, tự đi hướng công chúa chào từ biệt. Đi rồi vài trăm dặm không có nắm lấy Vân Nhai tại chỗ, chỉ cấp tiểu nha đầu này giải cháy mi nguy hiểm, trong lòng của hắn ấm ức cực kỳ. Thế nhưng là đi ra ngoài thời điểm, trong lòng của hắn chỉ còn nghiêm nghị. Hạo Lê Đế quốc thành lập trước đó, liền có thật nhiều trận pháp thất truyền, Nhỏ Bàn Sơn trận tức là một cái trong số đó. Mạc Đề chuẩn là cơ duyên xảo hợp mới viễn cổ tiên nhân truyền thừa, lại không nghĩ Vân Nhai thế mà cũng sẽ bố trận pháp này. Cái khác bốn nước quốc sư, hắn đều đã từng quen biết, cho dù cường đại cũng có thể để hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ có Vân Nhai nhưng là từ đầu đến cuối nhìn không thấu sâu cạn hai người ác chủ bài càng móc càng nhiều đều túi không thấy đấy phùng diệu quân lại là chân tâm thật ý địa tạ hắn đây là mặt đề chuẩn sớm bày ra cục muốn công chúa cùng phùng diệu quân đều phối hợp hắn vân nhai không mò ra phùng diệu quân hướng đi nhưng ngược lại bọn hắn làm sao có thế tính ra vân nhai sẽ truy hướng phương nào mặt đề chuẩn sư đồ thương lượng với phùng diệu quân hồi lâu vẫn như cũ cho là hắn truy tung công chúa đội ngũ khả năng yếu lược lớn hơn một chút dịch hình cổ dạng này cấp cao hàng đương nhiên là mặt đề chuẩn thải tinh thành cùng công chúa bên người phùng diệu quân cũng đều là dưới tay hắn tử sĩ đóng vai thế thân phùng diệu quân bản nhân ngược lại ra vẽ cung tỳ chỉ đạo cái thứ hai thế thân nói chuyện hành động kế hoạch này diệu liền diệu tại hai cái tử sĩ đóng vai phùng diệu quân cái thứ nhất dùng chính là dịch dung thuật cái thứ hai mới dùng ra dịch hình cổ vân nhai vạch trần cái thứ nhất ngụy trang về sau liền sẽ có khuynh hướng tin tưởng mình tự tay bắt được cái thứ hai phùng diệu quân là thật sự đây là người tâm lý bên trên nho nhỏ thiếu hụt huống chi mạc đề chuẩn dùng tới dịch hình cổ loại này hiếm lạ đồ vật đương thời đều không có mấy người có chi tiết quyết định thành bại hôm qua thế thân còn bồi tiếp công chúa đi hái phong đường vân nhai nếu là ẩn ở trong rừng khi có thể đưa nàng nhìn cái cẩn thận còn nữa liền mạc đề chuẩn tặng cho phùng diệu quân dây chuyền đều treo ở thế thân trên cổ Vân Nhai sẽ hỏi thế thân nào vấn đề. Phùng Diệu Quân lật qua lật lại suy nghĩ nhiều ngày, giáo hội thế thân đáp án, lại đem tụ bình hương chuyện cũ cũng đều nói cho nàng. Lý do kỳ thật đơn giản. Trực giác. Trực giác của nàng Vân Nhai sẽ hỏi lên năm đó sự tình, dù sao hai người ở trước mặt gặp nhau kỳ thật không nhiều. Cái này trực giác không có lý do, liền như là Vân Nhai mặc danh cảm thấy Phùng Diệu Quân cùng đánh cắp hắn linh lực người có quan hệ trận này vây bắt, hai vị quốc sư các hiển thần thông, cái tiện nghi nàng cái này ngư ông. Viện trợ miêu phụng tiên một chuyện làm cho nàng bạo lộ tại vân nhai tầm mắt bên trong, cho dù ngụy quốc tạm thời không tìm đến nàng phiền phức, tóm lại là bị người chút dầu làm ký hiệu, mặt đề chuẩn cử động lần này lại thay nàng giải quyết nỗi lo về sau. Phùng diệu quân mình càng là biết, như vậy làm còn có cái tuyệt diệu chỗ, đó chính là vân nhai từ đây sẽ không lại đem phùng diệu quân cùng ăn cắp hắn linh lực người kia phủ lên ngang bằng không sai nàng cũng biết vân nhai đối nàng lên tầng này lòng nghi ngờ mới có thể viễn phó thải tinh thành từ giờ trở đi nàng lại có thể ẩn thân ở chỗ tối không còn bị hắn chú ý chỉ cần mặc đề chuẩn tam đồ đệ đừng có lại sống tới là được mặc đề chuẩn nguyên vốn có thể làm cho nàng tự thân lên trận lại dùng thế thân Đủ thấy che chở chi ý, thế nhưng là nhìn theo góc độ khác, điều này nói rõ nàng bản thân còn có giá trị. Có một ngày nàng cái này công chúa thân phận bị mạc đề chuẩn coi là vô dụng, kia hai cái thế thân có phải là nàng vết xe đổ đâu. Muốn tiếp tục sống, liền nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Lại nhìn vân nhai hành động, nàng rốt cuộc chứng minh mình trải qua thời gian dài đối sợ hãi của hắn cùng né tránh là có đạo lý, nhìn như ốm yếu ôm nhu, kỳ thực vân đại quốc sư lãnh khóc vô tình người khác thật sự là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lần này thí nghiệm cũng chứng minh, Vân Nhai liền một chút chuyển cũng chính là cơ hội cũng không để lại cho nàng, nếu như lúc ấy đứng ở trước mặt hắn là phùng diệu quân bản tôn, như vậy giờ phút này hai người đã sớm là đồng quy vu tận. Tấu chương vì nguyệt phiếu đầy 60 không phiếu tăng thêm chương, kế tiếp khen thưởng tăng thêm chương, 19 lúc thả ra. Chương 95 Đào tử cùng thiết tâm ninh, tăng thêm chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cái này triệt để bỏ đi nàng đáy lòng cuối cùng một tia may mắn quyết tâm từ đây cách hắn cách xa vạn dặm xa những này nắm giữ nguyên lực quản lý quốc vận người cứ việc tính tình không hoàn toàn giống nhau đáy lòng đối đãi người bình thường lại đều như thiên đạo lạnh lùng đây cũng không phải là vẻn vẹn nàng xem vân nhai mặc đề chuẩn hai người xúc động mà là yên hải lâu bên trong hạo hạo xử quyển cho nàng nhắc nhở vô số lần sự thật Trải qua như thế sát cơ dấu dến một đêm, nàng cho là mình sẽ lăn lộn khó ngủ. Nhưng mà, cũng không có. Thứ này lại có thể là đường đi sau khi bắt đầu nàng ngủ được thơm nhất nhất nặng ba canh giờ, từ đầu tới đuôi liền giấc mộng đều chưa làm qua. Có lẽ là bởi vì cho tới nay tiềm ẩn nguy cơ rút cục đã trôi qua. Tối hôm qua xem sao sứ giả liền nói hôm nay là ngày nắng, cho nên đám người lên được so gà sớm, bắt đầu thu cả dọn dẹp sau nửa canh giờ liền xuất phát xuất phát phùng diệu quân thu thập thỏa đáng đi ra ngoài lại trông thấy hai vị tỳ nữ đứng ở một kéo xe ngựa trước trên mặt có vẻ lo lắng cái này lái xe nàng cũng nhận ra lập tức đi tới nói làm sao rồi cấp trên đã hạ lệnh đi tới chúng ta tới xác nhận các quý nhân đều đã lên xe tỳ nữ nói chúng ta đi tới đi lui hai về trên xe vị này làm sao gõ cửa cũng không trả lời đâu Phùng Diệu Quân hướng về phía cách đó không xa nao nao miệng. Nhìn, đây không phải là tới. Nguyên Lai like đang khi nói chuyện, thiết tâm ninh nhanh chân chạy vội tới. Hắn vẫn là tối hôm qua kia một bộ thanh bào, nhưng có nhiều chỗ nếp uống, trong tay còn sách cái cực đại hồ lô rượu. Phùng Diệu Quân âm thầm lắc đầu, vị đại sư huynh này tính tình sáng sủa sáng sủa, cũng không lắm những khác không tốt ham mê, liền là ưa thích uống rượu, xem ra tối hôm qua lại chạy tới trên trấn mô say còn thuận tiện đánh như thế một hồ lô lớn trở về nàng bản muốn tiến lên chào hỏi lại nghĩ tới cái này có người ngoài ở tại thế nào quay người đi thiết tâm ninh chạy trở về xe ngựa một bên ánh mắt hướng xung quanh quét qua bò sau khi lên xe phanh một tiếng đóng chặt cửa xe lấy nước khắc sư đại đệ tử thân phận từ không cần đối người bên ngoài có cái gì bàn giao từ giờ trở đi thời tiết tình huống trở nên phá lệ trọng yếu bởi vì bọn hắn phải vào núi rồi đương thời đã nhập cuối thu vốn không phải chọn tuyến đường đi bạch tượng dãy núi thời cơ tốt nhất tiếc rằng hai nước vội vã kết minh lại nói bạch tượng núi chỗ sâu cũng có điểm đặc biệt đưa thân đội ngũ mới dám đi qua từ nơi này càng đi vùng núi đi rừng rậm càng ngày càng rậm rạp cũng càng ngày càng yên tĩnh cuối cùng không có người ở bốn phía chỉ có đơn điệu hai màu trắng đen trước đó không lâu mới tuyết rơi xuống, mặt đất sốt tuyết động có thế mai một móng ngựa. Lúc này, đám người hay dùng ma long đa cự thú xung phong mở đường, bọn chúng bàn chân rất rộng bình, những nơi đi qua phù tuyết bị bắt đi, lộ ra màu đen nham ngọn nguồn, ngựa cùng con la có thể nhẹ nhõm đạp đi. Loại này cự thú kỳ thật không như trong tưởng tượng đần như vậy vụng. Bọn chúng sinh ra tới thì có, khinh thân, thiên phú, không khí đối bọn chúng sinh ra sức nổi giống như nước đối con cá, có cường đại nắm nâng tác dụng. Nếu không khổng lồ như vậy huyết nhục chi khu đi đi đối bốn chân đều là nặng nề gánh vác, chớ nói trèo non lội suối. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mà long đa coi như một cước đạp không cũng sẽ không ngã sấp xuống, còn có thể thông dong kiểm soát ra dưới chân đoạn nham cùng cạm bẫy. Phùng Diệu Quân ngồi ở xe la bên trong, có thể cảm giác ra đội ngũ trên tổng thể là dọc theo đường núi đi lên mà đi, độ cao so với mặt biển càng chạy càng cao, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đến cuối cùng hà hơi thành băng, vừa bên trên các nô tỳ đều đông lạnh đến xanh cả mặt, hai tay thẳng chà sát. Một ngày này, người người đều tin bị lực tẩn cũng mới đi 40 dặm đường núi. Còn chưa tới mặt trời xuống núi, đô thống liền hạ lệnh tiến vào chiếm giữ một chỗ cảng gió sơn cốc, đóng cốt doanh trại sau liền bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Trên núi không giống với bên ngoài, trời tối về sau nguy hiểm trùng điệp, quyết không nhưng tham công liều lĩnh, doanh địa chung quanh thả ở hành quân dùng cỡ lớn trận pháp, có cảnh giới cùng sơ bộ ngăn địch chi dụng, đồng thời xuất động sáng tối lính gác, leo đến phụ cận trên đỉnh núi đứng gác canh gác. Người đương thời một ngày muốn ăn sớm buổi trưa hai bữa ăn, bất quá mấy ngày nay buổi trưa đều dùng đến leo núi, thứ hai bữa ăn kéo dài tới chạng vạn tối. Mới dàn xếp thỏa đáng, Hàm Nguyệt công chúa liền chiêu qua phùng diệu quân nói. Đào tử, về sau thiết tiên sinh sinh hoạt thường ngày liền từ ngươi phục thị không sai, nàng tự đi tiến chi đội ngũ này lên liền ngụy trang làm hàm nguyệt công chúa thị nữ bên người đào tử, tự nhiên là muốn thực hiện thị nữ chức trách. Lại nói tấn trong cung thị nữ sẽ đến cái văn nhã danh tự, bất quá hàm nguyệt công chúa còn tuổi nhỏ lúc, đào tử chờ nha đầu liền bị chỉ vì nàng bạn chơi, tại là công chúa thuận miệng liền lấy trên bàn bày biện đào tử, tuyết lê, lý tử cùng ngân hạnh đến mệnh danh. Phùng Diệu quân muốn giả dạng thị nữ, hỏi qua hàm nguyệt công chúa ý kiến lúc, cô nàng này nhìn chầm chầm ngực nàng không có hảo ý nói. Ngươi liền ra vẽ đào tử đi, ta thị nữ bên người chỉ có nàng ngực nhỏ nhất. Phùng Diệu Quân khi đó tức giận đến lông mày đứng đấy. Nàng dung mạo so công chúa xuất sắc hơn, nhưng thân thể này thẳng đến 14 tuổi lại 9 tháng sau mới bắt đầu phát dục, cái đầu bên trên trổ cành ngược lại là hiệu quả nhanh chóng, duy chỉ có trước ngực sinh trưởng chậm chạp, không bằng công chúa như vậy ba đào mãnh liệt nàng tự mình phối chút ăn liệu cùng thuốc bổ, tựa như hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hàm Nguyệt công chúa thường thường dùng cái này so sánh, dương dương đắc ý. Lần này nàng ra vẽ thị nữ, Hàm Nguyệt công chúa cảm thấy mới mẻ, thường thường đem hảo hữu sai sử đến xoay quanh. Thế nhưng là rơi tại cái khác nô tỳ trong mắt, nàng ngược lại thành công chúa trước mặt hồng nhân, nếu không công chúa vì sao không yêu phân công người khác, đơn độc thích sai sử nàng hiện tại nàng bị đầy đi đi chiếu cố thiết tâm ninh, xem ra là không được sủng ái, không ít người đều buông lỏng một hơi. Thiết tâm ninh lều vải sớm có người dựng tốt, nàng tại bên ngoài khẽ gọi một tiếng thiết tiên sinh, bên trong liền đáp tiến đến. Trong trướng không có có người khác, thiết tâm ninh ngồi ở sau cái bàn, bưng lấy sách nhìn. Nàng đưa trong tay hộp cơm bỏ lên trên bàn, vừa nói. Công chúa đem ta điều tới, từ hôm nay trở đi phục thị ngươi thiết tâm ninh tính cách thô hào phóng túng, không thích có người hầu ở một bên, cho nên xuất phát những ngày này đều không muốn thị nữ. Hắn nghe vậy từ trong sách ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, không có lên tiếng âm thanh cũng không có phản đối. Phùng Diệu quân chính từ trong hộp đựng thức ăn lấy điểm tâm ra, đưa ở trước mặt hắn. Vừa lên nồi bánh nướng sốt, ta còn mang theo điểm phong đường, cũng chính là trước mấy ngày trên núi hái xuống nấu xong cây phong ngọt nước, ngươi nếm thử thiết tâm ninh đã có tích cốc chi năng không cần đúng hạn ăn cơm nàng đưa tới chỉ là điểm tâm hắn tường tận xem xét trước mắt cái này mấy cái nóng hổi nhỏ bánh rõ ràng chỉ là bánh mà thôi nhưng mỗi cái diện tích đều chỉ có nàng nhỏ to bằng nắm đấm rất mỏng hai mặt nướng làm xinh đẹp kim hoàng sắc biên giới còn lên sốt giòn da không cần phải xích lại gần liền có thể nghe được nùng nùng mùi sữa thơm sữa trâu cái này băng thiên tuyết địa bên trong cũng chỉ có cho công chúa mở tiểu táo bên trong có thế xuất ra loại này hiếm lạ đồ vật. Trong hộp cơm còn đặt vào một cái tiểu bạch bình sứ, nàng mở ra, dùng thì bạc cẩn thận lấy ra bên trong màu hổ phách hăng ni, nhẹ nhàng tưới vào bánh bên trên. Tốt! Hắn tinh tay cầm lên bánh nướng sốt cắn một cái, sau đó dừng lại. Một hồi lâu, mới tiếp lấy nhấm nuốt. Phùng Diệu Quân cười hì hì nói. Như thế nào? Hương vị rất không tệ hắn nhẹ gật đầu, nói đến phi thường thành khẩn. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, meo quân vung vẫy nhỏ non trảo. Mọi người tốt, ta là meo quân, ngày hôm nay ta lại từ đại ma vương trong tay thành công còn sống đâu. Làm ban thưởng, có phải là lại cho một đợt nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử qua? Chương 96 Vô danh tiểu tốt sách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tại thiết tâm ninh ánh mắt đi theo bên trong, phùng diệu quân dời cái ghế dựa đến hắn đối diện ngồi xuống, đưa tay lấy một khối bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại thở dài. Ta thật sự là thiên tài. Bánh bột ngô bản thân sốt thơm ngọt, tăng thêm phong đường đặc thù hơi mùi khét đạo, dù là chỉ một ngụm, tan tại đầu lưỡi cũng tất cả đều là hạnh phúc hương vị, có thể khiến người ta bỗng nhiên quên mất trời bên ngoài hàng đông lạnh. Thiết tâm ninh ăn đến đâu vào đấy? Ngươi làm cũng không phải. Nàng chỉ biết ăn, sẽ không làm, ta chỉ đạo đầu bếp làm. Nàng lúc trước liền thích ăn bánh nướng xốp, thứ này xối bên trên phong đường quả thực là tuyệt phối. Bất quá thân phận của nàng bây giờ là hầu gái đào tử, nếu không đánh lấy công chúa muốn khoản đãi quý khách cờ hiệu, ngự dụng đầu bếp làm sao chịu nghe nàng chỉ huy. Nàng dương dương đắc ý, ta lúc trước cũng đã nói, thứ này ngươi nhất định có thể thích, ngươi còn một mặt ghét bỏ. Động tác trên tay của hắn dừng lại, a à một tiếng, hình như có chút thẹn thùng, nhưng lại từ từ bắt đầu ăn. Phùng Diệu Quân nhìn, luôn cảm thấy hắn tướng ăn so trước mấy ngày văn nhã, chẳng lẽ là điểm tâm quá tinh xảo rồi. Bất quá còn lại mấy cái hắn liền ăn đến rất trôi chảy, hai ba miếng tiếng bụng. Phùng Diệu Quân âm thầm cười hắn lộ ra nguyên hình, một bên cho hắn châm ngọn trà nóng, hắn cũng lão thực không khách khí một ngụm ngược lại chỉ riêng không sợ bỏng. Xem ra hắn là thật thích bánh nướng sốt, thế mà một cái không rơi ăn sạch mới ngẩng đầu lên nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Đại sư Huynh quả nhiên là người sản khoái. Nàng mở miệng liền khen, gặp khóe miệng của hắn cong lên mỉm cười mới nói, ta nhìn một quyển tâm pháp xưng là phù sinh mộng, bên trong có hai câu nói, lặp đi lặp lại nhìn tầm mười lượt cũng không hiểu đâu. Mời đại sư Huynh dạy ta hắn rất sảng khoái nói thiên địa vô hòa nhân gian vô đạo cách vật cần luật phản sóc kỹ thân nàng nhíu mày nói đằng sau hai câu ta còn có thể miễn cưỡng xem hiểu chủ quan đơn giản là tu hành cần nhờ bản thân ngộ đạo đột phá nhưng phía trước câu kia là có ý gì thiết tâm ninh cười nhẹ lắc đầu ngươi cái nào một câu cũng nhìn không hiểu nàng không rõ ràng cho lắm trời thi hóa không lấy nhân ân không nói hòa, chỉ vị hoành, nhân gian lại tương phản, có hoành mới có hòa, nhưng mà thánh nhân đồng dạng bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Thiết tâm ninh chỉ điểm nàng, người có biết cổ nhân xem thiên địa như bể thổi lửa, hư mà bất khuất, động mà du ra. Bể thổi lửa A. Cái này hai chữ quá ít thấy, nàng suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại kia chỉ chính là ống bể. Đây là nói, tu hành muốn thuận theo thiên thế, không thể cưỡng cầu. Thiết tâm ninh lúc này mới gật đầu, vơ đủ cả nắm, nhưng ngươi là đủ. Phùng Diệu quân nhịn không được liếc mắt, hắn đây là chỉ trích nàng học được nông cạn, nhưng này một ít cảm ngộ đối nàng hiện tại tới nói đầy đủ dùng. Thật sự là xem thường người đâu, nàng trước kia thế nào không có phát hiện đại sư huynh lòng dạ cao như vậy đấy. Bất quá nàng cùng thiết tâm ninh quen biết bất quá 10 ngày, đối với hắn không hiểu nhiều lắm, không giống hứa phượng niên, tại trong nhà nàng ở một cái chính là hơn nửa năm người tu hành bề ngoài thường cùng tuổi tác trái ngược, sống năm tháng lớn, tính tình cũng liền cổ quái, ở đâu là gặp nhau 10 ngày nửa tháng liền có thể xem thấu. Thiết tâm ninh giống như đã tới hứng thú nói chuyện, lại nói. Ngươi nhìn quyển sách này, nhiều năm rồi đi. Nàng gật gật đầu. Đúng nha, ghi chép tại trong ngọc giảng, ước chừng là hạo lê đế quốc thành lập trước đó. Lấy người thủy vân, đại sư huynh nghe nói qua. Vô danh tiểu tốt chưa từng nghe thấy thiết tâm ninh đầu ngón tay tại bàn bên trên gõ nhẹ hai lần nó roi tích nhập lý như đặt ở hơn ngàn năm trước nhưng vì nói rõ hiện tại a à, hiện tại không hợp dùng thiên địa tuần tự mấy lần kịch biến mới thế không thông củ lý thế gian đa số luận bao quát ngươi nhìn cùng trong tay của ta bản này hắn dương lên sách trong tay của mình quyển đều là lấy toàn sức lệch đầu đuôi không kịp nàng nghe đến mê mẩn không khỏi nói. Khi như thế nào mới có thể quan tâm được đầu đuôi? Mấy năm này vùi đầu khổ độc, đều là tự hành nghiên cứu, nào có người làm nàng trải vuốt qua những này. Cho dù là hứa phượng niên, cũng chỉ truyền thụ nàng cụ thể công pháp, lại không thể cùng nàng luận đạo. Về phần mạc đề chuẩn A, không nhắc tới một lời. Hắn từ đầu đến cuối không nhận nàng làm đệ tử. Lúc trước tu hành giảng thiên nhân hợp nhất, thượng thể thiên tâm nhưng mà thiên địa linh khí điêu che đến tận đây sớm đã là biết dễ đi khó một mực theo cũ cuối cùng không đúng phương pháp thiết tâm ninh cười cười theo ta thấy không bằng tự xét lấy mình lấy cố nguyên làm gốc bên ngoài ngự khí lực phùng diệu quân nghe được mở to con ngươi chỉ cảm thấy lời nói này khiến người tỉnh ngộ lúc trước người tu hành giảng cứu thuận thiên mệnh hợp thiên lý là trời bản vị Thiết tâm Ninh đưa ra lại là lấy người làm bản, là người bản vị. Mà hắn cái gọi là khí, lực cũng không chỉ bình thường khí lực, mà là linh khí, nguyên lực. Lần này đạo lý mạnh mẽ nhất lời chú giải, liền là nhân loại đối với nguyên lực phát hiện cùng ứng dụng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy có lý, trong mắt càng có ánh sáng màu, rất lâu mới vỗ tay nói: "Sư huynh quả nhiên lợi hại." liền ngay cả sư phụ trước đó vài ngày cùng hầu khanh dạy học truyền đạo còn nói qua thiên nhân mà nói đâu không bằng ngươi tới được chấn biết phát hội thiết tâm ninh mỉm cười thanh xuất vu lam tất yếu thắng vu lam ta nếu là cố bước không tiến sư phụ mới phải thương tâm nàng hắc hắc cười bồi hai tiếng liếc mắt liếc nhìn hắn trong lòng ám đạo thiết tâm ninh quả nhiên là cái buông thả sáng sủa lời này rõ ràng liền chỉ mạc đề chuẩn cố bước không tiến bị người khác nghe qua, lại muốn tư sinh sự đoan. Những đạo lý này đều là thô thiển, ngươi sao không biết đến. Thiết tâm ninh hiếu kỳ nói, sư phụ lúc trước không có dạy bảo. Nàng ngoát miệng ra, rầu rĩ không vui. Không có đâu, sư phụ nói ta thiên phú quá kém, để cho ta luyện thêm mấy năm. Láo vung nhiều lắm, há mồm liền ra, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tình hình thực tế là nàng thiên phú cho dù tốt, Mặt đề chuẩn cũng sẽ không thu nàng làm đồ. Thiên Phú quá kém. Hắn nhíu mày, ra hiệu nàng đưa tay để hắn ấn một cái mạch đập, ta xem một chút. Phùng Diệu quân ngược lại nắm tay về sau co rụt lại, bất mãn nói. Ngươi trước mấy ngày không phải vừa nhìn qua. Cứ như vậy mấy mười canh giờ, tu vi của ta cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Sư phụ chọn đồ rất nghiêm, ngô, ta nói đến ngay thẳng chút, thiếp tâm ninh lắc đầu cho dù những hài tử khác tư chất cho dù tốt, hắn cũng chưa chắc mắt xanh tăng theo cấp số cộng, lại đem ngươi thu làm đồ đệ, nghĩ đến trên người ngươi nhất định có chỗ đặc thù. Ta nghĩ, có cần phải nhiều làm xem kỹ, để ngươi tại phương pháp tu hành trên có chỗ lấy hay bỏ. Minh Sư chỉ điểm, cái này đích đích xác xác ngay tại lúc này nàng cần nhất A, phùng diệu quân tâm động, nhưng mặt đề chuẩn thu nàng làm đồ chỉ là cái ngụy trang, vốn không ý truyền cho nàng công phu, nàng nào có chỗ đặc thù gì. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích. Mình bản không thích hợp tu hành, nếu nói có chỗ đặc thù gì, cũng chỉ có trong đan điền ngao ngư nguyền rủa tốt tại lần trước mặt đề chuẩn thay nàng kiểm tra kinh mạch cũng không cẩn thận. Thiết tâm ninh đi theo mặt đề chuẩn bên người lâu nhất, xem ra đã đến chân truyền, nếu như hắn phát hiện ấn ký bí mật, Phùng Diệu Quân hơi ngẩng đầu một cái, gặp ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chầm chầm nàng, giống như muốn một mực thấy được nàng đáy lòng đi, không khỏi sống lại kháng cự. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau, 11 lúc thả ra. Cầu Nguyệt phiếu phiếu đề cử. Chương 97 Ám dạ quỷ ảnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hắn vì cái gì nhiệt tâm như vậy, chỉ vì đồng môn ở giữa yêu mến. Lúc trước hứa phượng niên cùng nàng mặc dù ở chung hòa hợp, người kia lại thuộc về có hỏi mới đáp loại hình từ không chủ động thay nàng giải hoạt nghĩ đến đây cũng là mạc đề chuẩn ý tứ làm sao thiết tâm ninh liền không tuân thủ đâu nhưng là trở về thời gian quá ngắn mạc đề chuẩn chưa kịp hướng hắn đề cập qua ta nàng đột nhiên không nghĩ sống ở chỗ này há hốc mồm đang muốn tìm cái tìm cớ rời đi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân sau đó binh vệ thanh âm tại màn cửa vang lên thiết tiên sinh đô thống cho mời. Thiết tâm ninh ánh mắt ở trên người nàng quét qua, lúc này đứng lên đi ra ngoài. Xin mang đường. Trong chủ trướng, Hàm Nguyệt công chúa thình lình ngồi ở thượng vị. Lần này ngậm lĩnh đội ngũ đô thống danh tác Tề Lâm Tuyên, qua tuổi 30 tuổi, lão thành ổn trọng, gặp thiết tâm ninh cũng rất tôn kính. Thám tử đến báo, con đường phía trước gặp ngăn, nhân lực khó mà thanh đào. Công chúa ý tứ, muốn mời thiết tiên sinh xuất thủ tương trợ nguyên lai thám tử dò thăm phía trước bảy dặm chỗ đường núi bị đoạn thạch chặn lại nơi này đường hẹp về xe rất không tiện nhất là ma long đa cự thú thân thể rộng như vậy lại nói quấn đường xa có thể muốn nhiều đi năm sáu canh giờ mới có thể vòng qua trước mắt tòa này núi tuyết trời đông giá rét địa mỗi một phần thể lực đều rất quý giá lại nói cái này cùng bọn hắn nguyên kế hoạch tiến trình không hợp cũng tăng thêm rất nhiều nguy hiểm Thiết tâm ninh vui vẻ ứng. Thân là quốc sư cao đồ, bảo vệ đội ngũ tiến lên vốn là chức trách của hắn. Lập tức một đoàn người rủi ngựa đi vào chặt đầu đường. Tình huống so đô thống nâng lên còn muốn ác liệt. Đường núi càng lên cao càng chật hẹp, đến nơi này tựa như đảo ngược cái phễu miệng, hai bên đều là thẳng đứng vách đá, con đường độ rộng chỉ có thể cho một đầu ma long đa thông qua. Hỏng bếp chính là, cũng không biết là tuyết lở vẫn là gió lớn thôi động chỗ cao phong hóa nham thạch, than sụp đổ xuống ngăn chặn trước mọi người đi đường. Bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật đoạn đường, ước chừng dài hơn 30 trường, 100 mét. Đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm, trong đội ngũ có là mạnh sức lao động, cứ việc công cụ không hợp nhau, miễn cưỡng còn có thể mở đào, nhưng vấn đề ở chỗ, nhồi vào con đường bên trong mảnh vụn trên đá, còn đè ép một cái đại khối đầu. Phùng Diệu Quân thật hoài nghi cấp trên Sơn Phong có phải là cả đoạn đều rất xuống, nếu không vì sao lại có chí ít năm, 6 vạn cân nặng tảng đá lớn ngược lại ép ở đây. Nhân lực ở đây lâm vào xấu hổ. Đem phía dưới đá vụn thanh lý mất, khối này cự thạch liền sẽ lăn xuống đến, thế nhưng là không rõ rơi, mọi người lại đi không đi qua. Hoàn toàn chính xác, nếu như thiết tâm ninh chờ người tu hành cũng vô kế khả thi, mọi người chỉ có thể quấn đường xa, Hàm Nguyệt công chúa trong mong nhìn qua thiết tâm ninh. Như thế nào? Hắn không có có một chút do dự, lại cười nói. Có thể dịch chuyển khỏi. Thiết tâm ninh thế nhưng là đường đường chính chính quốc sư cao đồ, không phải phùng diệu quân loại này gà mờ. Hắn nói ra câu nói này, đáy lòng của mọi người mới thật có một tảng đá lớn rơi xuống. Các ngươi đều lui ra phía sau trăm trượng. Thiết tâm ninh vung lên trường bào, tại đống đá vụn bên trong mấy lần xê dịch đến trước trên cùng cự thạch đỉnh đám người ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn giống như là duỗi ngón tại trên tảng đá tô tô vẽ vẽ trong miệng lại niệm niệm có từ không biết làm cái gì pháp cũng chính là bảy tám hơi thở công phu hắn liền vẽ xong đứng lên trong tay nhanh chóng kết liễu hai cái thủ ấn động tác kia nhanh đến mức mang ra một mảnh tàn ảnh lấy phùng diệu quân nhãn lực miễn cưỡng có thế đuổi theo quỷ tích lại không biết hắn làm cái quỷ gì vẽ bùa. Cái cuối cùng thủ ấn kết tốt, cự thạch bỗng nhiên động. Nó cũng không phải là buông lỏng lăn xuống đến, mà là dưới đáy bỗng nhiên có vô số mảnh thạch bị không biết tên lực lượng hấp thụ đi lên, nhanh chóng tiếp thành tứ chi của nó. Sau đó, cái này không đầu thạch nhân liền bắt đầu thanh lý mặt đường bên trên chướng ngại, vung mạnh cánh tay vừa nhấc chân là có thể đem đá vụn toàn vung ra xa hơn 10 trượng trong sơn cốc đi cũng liền dùng thời gian đốt một nén hương, mặt đường liền dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó thạch nhân mình lựu đắt đi sơn cốc dưới đáy, chuyển mắt không thấy tâm hơi. Phùng Diệu Quân suy đoán, nó ở nơi đó hoàng nguyên thành tán toái lớn tiểu thạch đầu. Cái này toa thiết tâm ninh hướng đô thống làm thủ thế. Mời. Hàm Nguyệt công chúa nhịn không được vỗ tay. Thiết tiên sinh thật lợi hại, quả nhiên là mạc quốc sư dưới cửa đệ nhất đại đệ tử trong đội ngũ còn có cái khác người tu hành, đồng đều thầm nghĩ mình coi như có thế dịch chuyển khỏi cự thạch, đó cũng là dốc hết sức bình sinh, quả quyết làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên có ít người đối mặt đề chuẩn môn hạ không phục, hiện ở trong lòng cũng tâm lửa. Thiết tâm ninh cũng không kiêm tốn, cười ha ha một tiếng thụ. Đội ngũ thế nào thuận lợi thông qua đoạn này đường núi, tiếp tục đi tới. Lúc này đã đến gần bạch tượng dãy núi nội địa, không khí càng phát ra rét lạnh trên trời lại bắt đầu tuyết bay đêm xuống nước đóng thành băng ai cũng không muốn tại ngoài trướng đứng đấy đám người ban ngày đi được mỏi mệt không chịu nổi về trướng về sau ngã đầu liền ngủ phùng diệu quân cũng không ngoại lệ nàng hiện tại nếu là đào tử cũng liền cùng cái khác thị nữ ngủ cùng một chỗ không thể hưởng thụ đặc quyền để tránh bên cạnh người hoài nghi hàm nguyệt công chúa đối điểm này nhất là kiên trì cùng diệu quân rất xác định nàng khi đó trên mặt kìm nén cười xấu xa đi ra ngoài bên ngoài nô tỳ đều tập trung ngủ ở mấy cái trong đại trướng hai ba mươi người cùng lều chớ nhìn ban ngày từng cái lập tại chủ nhân bên người đều là áo tóc mai chỉnh tề tiểu tiên nữ vừa đến tháo trang đi ngủ mài răng nháy to mộng du cái gì bộ dáng đều có ngày kế tiếp sáng sớm dậy tỳ nữ ngân hạnh liền bu lại một mặt thần bí tối hôm qua nháo quỷ người sống sờ sờ sợ nhất chính là cái này huống chi mọi người thân ở mảng hoang bên trong loại này tuyết lỡ thánh địa hàng năm không biết muốn đoạt đi bao nhiêu người tính mệnh có như vậy thiên tám trăm cái cô hồn giả quỷ chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được có thị nữ vội vàng hỏi đến tột cùng ngân hạnh giảm thấp xuống âm thanh lượng hôm qua nửa đêm ngủ được mơ hồ kết quả vừa mở mắt trông thấy chỗ kia đứng đấy cái bóng đen phùng diệu quân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại trong lòng cũng có một ít run rẩy chỉ vì ngân hạnh vừa vặn chỉ hướng nàng hôm qua ngủ giường chung phương hướng dạng gì đen hồ một đoàn không có cao thấp mập ốm dài răng nanh sao người bên ngoài chán nản thấy không rõ hình dạng ngươi theo chúng ta nói chùa y tử ngân hạnh lại nói tiếp động tác kia rất giống nằm ở đầu giường hút nhân tinh khí ta lúc ấy sợ hãi nhắm lại mắt lại mở ra liền không thấy nó. Phùng Diệu Quân giật mình. Ngươi cảm thấy, nó đang hút ai tinh khí. Ngân Hạnh nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại nàng bên cạnh thị nữ Lý Tử. Hai ngươi chịu được gần, cũng có thể ai. Lý Tử dọa đến sắc mặt trắng bệt, Phùng Diệu Quân âm thầm vận khí cảm thụ một phen, giống như cũng không lắm chỗ không ổn, liền ngay cả tinh lực cũng là tràn đầy. Mới nàng còn ăn hơn một cái bánh bao đâu nếu quả thật có cái gì chui vào, vô luận là người hay quỷ, bên ngoài kia rất nhiều thủ vệ như thế nào làm như không thấy. Lại nói, đại doanh chung quanh trận pháp chẳng lẽ là bài trí. Hơn phân nữa vẫn là ngân hạnh ngũ hồ đồ rồi. Các nô tỳ chính tập hợp một chỗ nói chuyện, vừa bên trên bỗng nhiên có cái thanh âm không vui nói. Cũng không có chuyện làm sao, tụ ở đây nhai cái gì đầu lưỡi. Đám người quay đầu, trông thấy một mặt nghiêm khắc thôi nữ quan, trong nháy mắt tan tác như chim muôn. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 15 lúc thả ra. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Số phiếu thật thấp thật thấp. Chương 98. Giải vây, tăng thêm chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Phùng Diệu Quân luôn cảm thấy thôi nữ quan nhìn ánh mắt của nàng đặc biệt bất mãn nàng quay đầu đi cũng việc không đáng lo dù sao vượt qua núi tuyết vượt qua nghiêu quốc biên cảnh về sau nàng liền khôi phục chân dung coi như âm thầm còn có địch nhân cũng sẽ không theo dõi xa như vậy tuy nói phùng diệu quân hiện tại đỉnh lấy thân phận của đào tử nhưng hàm nguyệt công chúa cái nào có ý tốt thật làm cho vị này khuê mật đi làm hạ nhân công việc đây cũng là đưa nàng đưa cho thiết tâm ninh nguyên nhân ngày này chạng vạn tối phùng diệu quân hướng thiết tâm ninh lều vải đi đến đi ngang qua một mảnh thấp sườn núi vừa gặp thôi nữ quan đứng tại sườn núi đỉnh hướng xuống nhìn quanh nàng không muốn treo chọc thôi nữ quan ra bên ngoài đi hai bước nghỉ đi vòng qua nào biết đối phương quay đầu thấy được nàng bỗng nhiên vẫy gọi ngươi qua đây phùng diệu quân tả hữu nhìn nhìn không thấy người khác chỉ đành phải nói ngươi gọi ta cái gì ngươi a à ngươi trên một điểm hạ tôn ti cũng đều không hiểu thôi nữ quan sát mặt càng khó coi hơn nơi này còn có người khác sao phùng diệu quân đi qua nghe nàng nói ra ta một con lục tùng thạch khuyên tai rất xuống dưới sườn núi ngươi đi cho ta lấy đi lên dứt lời nghiêng đầu tai trái bên trên quả nhiên là trống không cái này dốc núi rất dốc rất sâu mọc đầy lùm cây ở đây muốn tìm gặp một cái nho nhỏ khuyên tai cùng mò kim đáy biển cũng kém không nhiều a à ta đi gọi nhiều mấy người đến tìm ngươi đi xuống trước thôi nữ quan sao có thể làm cho nàng tùy tiện chạy ta đi tìm người gặp nàng xử tại nguyên chỗ bất động không khỏi cười lạnh thế nào đào tử hiện tại giá đỡ lớn ngay cả ta đều không sai khiến được cái này nhằm vào tốt không khỏi phùng diệu quân nhún vai thả tay xuống bên trong đồ vật quay người hạ sườn núi không cùng nàng tranh chấp thôi nữ nhẹ hừ một tiếng thỏa mãn quay người nàng đi lần này không có ý định ở trước khi trời sáng trở về con kia khuyên tai cũng không tính là gì vật quý giá đến sáng mai cái này tiểu đề tử còn tìm không ra lại đến xử lý nàng ở đây chịu đông lạnh một đêm dù sao cũng muốn không đi mệnh của nàng nhưng có thể để kiều khiếp e sợ tiểu cô nương lưu lại mầm bệnh chỉ bất quá thôi nữ quan còn chưa cất bước bỗng nhiên trông thấy đứng phía sau một người vóc người cao chính mặt không biểu tình nhìn qua nàng nàng lấy làm kinh hãi, thối lui hai bước hành lễ. Thiết, thiết tiên sinh. Hắn đối với người bình thường thái độ liền còn lạnh lùng hơn được nhiều. Nơi này chuyện gì? Thôi nữ quan vội vàng nói. Đào tử đang muốn giúp. Lời nói không nói ra mấy chữ, đào tử giòn tan thanh âm đã từ sườn núi hạ truyền ra. Thôi nữ quan không thấy lục tùng thạch khuyên tai, sai ta xuống tới giúp nàng tìm. Một câu, đinh lanh lợi lợi khái quát toàn bộ trích yếu thiết tâm ninh chấp lấy tay hiếp mắt nhìn về phía thôi nữ quan ngươi thì tính là cái gì liền thị nữ của ta đều có thể sai khiến đào tử là công chúa chỉ phái cho hắn chuyên môn thị nữ vốn là không cần phải thay người khác làm công việc thôi nữ quan bị hắn oán đầy mặt đỏ bừng luôn mồm xin lỗi đang muốn cáo lui phùng diệu quân đã bò lên trên sườn núi đỉnh vỗ vỗ mình váy áo tìm được nàng mở ra tay lòng bàn tay quả nhiên nằm một viên lục tùng thạch khuyên tai cái này tiểu đề tử vận khí thế mà tốt như vậy một chút đã tìm được thôi nữ quan ngây ngốc một chút tiếp nhận khuyên tai vội vàng đi trước khi đi chưa nhìn nhiều thiết tâm ninh một chút phùng diệu quân cười hì hì nói làm phiền đại sư huynh đến giải cứu ta thiết tâm ninh nhìn xem nàng cười đến ôn hòa chỉ sợ ta cứu chính là nàng nàng cười hắc hắc, cũng không phủ nhận, thuận tay đem để ở một bên tiểu xảo hộp cơm nhất lên đưa cho hắn. Này, đêm nay điểm tâm. Ngươi sách đi thôi, ta phải đi kiếm ăn. Vẫn là tùng. Bánh. Hộp nhỏ như vậy, giả không được canh đồ ăn, nhiều nhất chính là điểm tâm. Hắn nhớ kỹ cái kia không có chút nào đặc điểm danh tự. À không, lúc này là bánh ngọt ngàn lớp, tăng thêm đường hoa quế. Hắn nghe vậy cũng không khách khí, nếu qua đạo cái cảm ơn liền mở ra bước, cũng không hướng mình trong trướng đi. Phùng Diệu Quân mới nhìn đến trong tay hắn mang theo cái nhỏ hồ lô rượu, nghĩ đến vốn là muốn tới bên ngoài tìm địa phương uống rượu, kết quả bắt gặp một màn này. Ba ngày phong tuyết đã ngừng, bây giờ trong núi khắp nơi bao phủ trong làng áo bạc, trên trời ngân hà ống ánh, đích thật là thưởng trời thưởng thời cơ tốt. Ngô, nguyên lai like đại sư huynh quả nhiên yêu ăn đồ ngọt a. À ngày thứ hai, bình an vô sự. Có khi phong hồi lộ chuyển, Phùng Diệu Quân có thể nhìn ra xa đến sơn cốc cùng thấp sườn núi bên trên thỏ tuyết, dây rừng cùng báo trắng, còn có thật nhiều hình dạng cổ quái sinh vật. Trong đó có một loại tụ quần hành động, hình thể so bình thường cẩu hùng còn lớn hơn, da lông màu nâu, đuôi dài chanh chua, nhìn thấy nhân loại lúc đôi mắt nhỏ hiện lục quan, hiển nhiên bình thường thực đơn bên trong là có những này hai chân động vật. Nhưng đưa thân đội ngũ khổng lồ, có tinh binh hãng tướng che chở, xem xét cũng không phải là dễ treo. Bọn chúng ở phía sau suýt đi bảy, tám dặm, tìm không thấy hạ miệng cơ hội mới ấm ức rời đi. Thị nữ ngân hạnh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Đó là cái gì quái vật? Sói chồng tử. Bái ba năm biển sách ngao du ban tặng, phùng diệu quân gặp không nhiều, biết lại rộng, thành tinh thành yêu. Loại sinh vật này tính tình hung mãnh tàn nhẫn hơn xa hổ báo, có đạo hạnh về sau lui tới núi tuyết thương đội sợ không phải xui xẻo ngân hạnh cũng tràn đầy đồng cảm nhịn không được may mắn chính mình sở tại đội ngũ có vương thất tinh binh thủ hộ cuối cùng nàng nói đào tử ngươi cũng đã biết thôi nữ quan vì sao làm khó dễ ngươi phùng diệu quân lắc đầu nàng cũng cảm giác mình tồn tại tựa như không khí không biết chỗ đó đắc tội người thị nữ này người lãnh đạo trực tiếp thôi nữ quan thích thiết tiên sinh Ngươi không có sai khiến cho lúc trước hắn, đều là thôi nữ quan tự mình cho thiết tiên sinh đưa cơm. Còn có chuyện như thế. Phùng Diệu Quân khẽ giật mình. Hắn ăn à nha. Ngân hạnh đương nhiên. Ăn nha. Ăn cây táo rào cây sung a, à, Phùng Diệu Quân nói thầm trong lòng một câu, nhưng cũng biết thiết tâm ninh sáng sủa, luôn luôn không thèm để ý những này tiểu tiết. Khi cùng ta có liên can gì. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn. Thiết tâm ninh đều nếm qua thôi nữ quan đưa cơm, đối nàng còn có thể như thế không khách khí, lòng của người này chẳng lẽ tảng đá làm. Người bị phái đi phục thị thiết tiên sinh ngày ấy, thôi nữ quan nguyên bản cũng đưa cơm quá khứ, kết quả sụ mặt trở về. Ngân hạnh nhỏ giọng nói, phòng bếp nhỏ nói, nàng đem thức ăn còn nguyên vứt sạch. Phùng diệu quân thật dài địa tha một tiếng. Chính mình tới về sau đoạt thôi nữ quan bày ra cơ hội tốt, thiết tâm ninh không ăn thôi nữ quan cơm canh, lại dùng phùng diệu quân điểm tâm, thôi nữ quan bởi vậy giận lây sang nàng. Nàng cứ như vậy không hiểu thấu đắc tội người. Người thích thiết tiên sinh không ít đâu. Ngân hạnh lại nói, đào tử ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Trong lời nói bộc lộ vẻ hâm mộ. Phùng diệu quân ngạc nhiên. Hắn rất nhận người thích không? Nàng từ trước đến nay trong mặt mà bắt hình dong, nhìn không ra thiết tâm ninh tướng mạo bình bình có cái gì hấp dẫn người địa phương. Thiết tiên sinh bao nhiêu lợi hại nha, mấy ngàn người đều thanh không xong cự thạch, một mình hắn liền dọn đi rồi. Cô nương nào không sùng bái anh hùng. Phùng Diệu Quân không khỏi sờ lên cái mũi. Những này tiểu cô nương không ở hiện trường liền nghe nhầm đồn bậy, cự thạch kia là thiết tâm ninh dọn đi sao, rõ ràng là người ta mình dài chân chạy mất tốt phạt. Lại nói, ánh mắt hắn nhiều sáng rất dễ nhìn đâu. Hôm qua ta cùng hắn đối diện đi qua, hắn cười liếc lấy ta một cái. Một chút đâu, liền có thể nhìn thấy ngươi đáy lòng đi. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 19 lúc thả ra. Chương 99 Nhai sơn địa huyệt, tăng thêm chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngân hạnh mắt lộ vẻ mơ ước, ngươi mỗi ngày hầu ở bên cạnh hắn, không biết bị nhiều ít tỷ muội ghen tị nếu có thể đến thiết tiên sinh ưu ái, ngày sau thì có cái tốt quy túc. Cái này một câu cuối cùng mới là trọng điểm, Phùng Diệu Quân đã hiểu. Thiết tâm ninh là quốc sư môn hạ, không thể lấy quyền quý chi nữ, một cái mang theo danh thứ dân trên thân liền có cơ hội. Huống chi thân phận của hắn siêu nhiên, cả cho hắn có thể so sánh cho những khác quan lại quyền quý khi tiểu thiếp cốt hơn gấp 10. Vị này trên danh nghĩa đại sư huynh là thế nào câu đến chúng cung nữ xuân ý dạt vào đây này. Phùng Diệu Quân cẩn thận hồi tưởng, nhớ lại thiết tâm ninh ánh mắt chưa hẳn giống Ngân Hạnh nói như vậy sáng tỏ, thế nhưng là ôm nhu trung bình mang ý cười, như gió xuân Phật liễu, liền cái kia trương bình thường bàn đều trở nên sinh động không ít. Bị dạng này một đôi mắt nhìn xem, trên thân tê tê dại dại, giống qua hơi điện giống như. Nàng tại tình yêu nam nữ bên trên từ trước đến nay ít gân, trước đó còn chưa cảm giác ra, lại nói người tu hành con mắt nguyên bản liền so người bình thường sáng tỏ bị ngân hạnh một nhắc nhở như vậy nàng trong lòng cũng là hơi động một chút nhớ tới mấy ngày nay nhìn thấy thiết tâm ninh luôn có một chút như vậy nói không ra khó chịu một chút mà thôi nàng chỉ coi là cùng người xa lạ rèn luyện cũng không thèm để ý thế nhưng là thiết tâm ninh cử chỉ cùng thải tinh thành bên trong so sánh có rất bất đồng sao hai người nhận biết chưa sâu nàng cũng không rõ ràng người này tính chân thực tình mới thời gian vài ngày có thể nào đem một người thấy rõ Nghĩ tới đây, nàng hỏi Ngân Hạnh. Thiết tiên sinh đã từng tiến vào cung A. Trong 10 năm mặt liền theo mặt quốc sư tới qua hai lần, trong đó một lần là quốc yến, hắn uống đến say khước trở về, đều không cần người bên ngoài hầu hạ. Nói cách khác, người bên ngoài đối thiết tâm ninh cũng không hiểu nhiều lắm. Ngày này trên đường nàng bị công chúa chọc tới bồi trò chuyện, tiểu nha hoàng đến báo tên món ăn. Phùng Diệu quân nghĩ nghĩ, nắm ngân hạnh đưa một phần đồ ăn, một phần điểm tâm cho đại sư huynh. Chạng vạn tối, Ngân Hạnh trở về nói cho nàng, thiết tâm ninh lúc này thật không có chối từ, chỉ là bữa ăn chính vẹn vẹn ăn hai cái, hạnh nhân sư ngược lại là đều dùng hết. Thiết tiên sinh còn để cho ta lại đánh hai bầu rượu quá khứ. Nghe xong, Phùng Diệu Quân cũng hơi yên tâm. Nguyên lai thiết tâm ninh không để ý tới thôi nữ quan lấy lòng, chỉ là bởi vì hắn không thích ăn cơm, mà không phải chú ý Phùng Diệu Quân thôi nữ quan nếu là mang chút đồ ngọt cho hắn cũng sẽ không bị cự tuyệt. Nguyên bản trong nội tâm nàng còn có chút ít hoài nghi, nhưng hắn nếu thật là người kia mà nói, vì cái gì không trực tiếp nắm lấy nàng khảo vấn một phen. Đó mới đơn giản nhất thô bạo lại hữu hiệu. Đêm hôm ấy, đô thống không tiếp tục hạ lệnh tìm nơi tránh gió hạ trại, chỉ vì phía trước chính là bạch tượng dãy núi nổi tiếng lâu đời kỳ cảnh chi. Nhai sơn địa huyệt Phía trước chính là địa huyệt lối vào đội ngũ dưới đường đi sườn núi, đầu tiên đi vào tiếng một cái hình dạng cổ quái cự đại mà huyệt, ngửa đầu nhìn, phía trên bích đỉnh thủng trăm ngàn lỗ, ánh nắng từ cấp trên chiếu vào, rơi xuống pha tạp giao thoa bóng ma. Phùng Diệu Quân suy nghĩ hồi lâu, mới có thể đánh ra một cái thích hợp so sánh. Thật giống như một con bóng bầu dục bị người đâm ra vô số cái phá lỗ, mà bọn hắn liền đi tại cầu bên trong. Mặt đất rất sạch sẽ. Sáng sớm vừa xuống một trận tuyết lớn, trong động nhưng không thấy nửa điểm tuyết động ảnh tử, mặt đất phủ lên ám lục mà nồng đậm cỏ sỉ rêu, phá lệ sạch sẽ, tiến vào núi tuyết về sau, nàng đây là lần đầu trông thấy lục sắc. Vô số băng động từ phía trên lỗ thủng biên giới rủ xuống treo xuống tới, mật giả như thác nước, mảnh người như cành liễu, ống ánh sáng long lanh. Ánh mặt trời chiếu sáng, tại trên vách động tản ra ra thất thải hồng quang. Trong đội ngũ đa số người mới vào nơi đây, tiếng than thở liên tiếp, không dứt bên tai. Phùng Diệu Quân lần đầu tiên kinh diễm qua đi, liền ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ thấy cao hơn 10 trượng chỗ lỗ thủng bên trên kỳ thật được vô số tầng sợi nhỏ, tuyết bị sa ngăn tại ngoài động, đợi mặt trời mọc sau bị phơi hóa thành nước, kết quả không có nhỏ dọc đáy động liền một lần nữa kết thành băng, lúc này mới tạo thành một đạo lại một đạo băng động kỳ quan. Đồng thời thủ cái này sợi nhỏ ảnh hưởng, phong tuyết thổi không tiến vào, đáy động nhiệt độ chỉ có âm mấy chuyến, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa so sánh đều có thể tính làm thân ở thiên đường. Nơi này vì sao lại có xa? Nàng nhìn chầm chầm vài lần, bỗng nhiên phát hiện sợi nhỏ phía trên có màu nâu xám ảnh tử lắc lư, nhưng đáng tiếc tại tầng tầng lớp lớp phía trên, thấy không rõ lắm. Khi là tuyết động nhận yêu. Thiết tâm ninh thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Nàng vừa quay đầu, trông thấy đại sư huynh chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mình, cách nàng bất quá một quyền khoảng cách một đoạn đường này là lớn xuống dốc, không người nào có thể thừa tại xe ngựa bên trên, đều phải xuống tới đi bộ. Hắn đứng được có chút tới gần, Phùng Diệu Quân tiến lên một bước kéo dài khoảng cách, đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau truyền đến trích lên một tiếng. Ta, mặt của ta. Hai người nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thôi nữ quan hoa dung thất sắc. Đây là có chuyện gì? Trong tay nàng, nắm lấy một mặt lăng hoa gương đồng. Thôi nữ quan ngày thường ngủ quan thanh tú, da mặt trắng nõn, lúc này trên mặt lại hiện đầy nhỏ bé đỏ u cục, giống lên bệnh sởi, đỉnh lại có cái bong bóng, đụng một cái phá liền chảy mũ. Gò má nàng bên trên còn có mấy đạo dấu móng tay, đại khái là ngứa lạ khó nhịn cào mấy lần, rốt cục phát giác không được bình thường. Nàng liên tục không ngừng nắm lên khăn tử đem mặt mình ngăn lại, trong lúc bối rối vừa cùng phùng diệu quân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt liền phun ra lửa giận nàng không cần nghĩ ngợi, nhanh chân lao đến. Là ngươi, hẳn là ngươi động tay chân. Hẳn là cái này nhỏ tiện đề tử lòng mang không cam lòng, vụng trộn cho nàng hạ độc. Cung đình bên trong, loại chuyện này còn ít sao. Thôi nữ quan nói chỗ nào lời nói đến. Phùng diệu quân thành thành khẩn khẩn nói, nhìn cái này bệnh sởi hình dạng, trái ngược với thôi nữ quan đụng không nên đụng đồ vật. Đang khi nói chuyện thôi nữ quan đã lao đến, đang muốn đưa tay túng nàng, dưới chân lại không biết bị thứ gì đẩy ta một chút thân thể tại trong tiếng thép chói tai xế lấy bay nhào ra ngoài thiết tâm ninh đứng được cách nàng gần nhất nàng lần này trái ngược với cho người ta ôm ấp yêu thương thế nào biết thiết tâm ninh lúc này ngược lại lui lại một bước tránh đi nàng giữa không trung bay múa hai tay bởi vậy thôi nữ quan liền lấy một cái cực không ưu nhã tư thế ngã xuống ra ngoài đầu mặt trước chạm đất lập tức mặt phá máu chảy thanh âm của nàng quá mức sắc lạnh Khe thế, cả kinh bên cạnh chở đi hàng hóa cự thú sao động bất an. Thiết tâm ninh tay mắt lanh lẹ, ông đồng lấy nó hàm thiết và dây cương làm nó không thể động đậy, một bên nhẹ giọng trấn an, phòng ngừa nó quay người đụng bị thương người khác. Phùng Diệu Quân không có mắt thấy. Tại đại sư huynh trong mắt, chấn kinh cổng thú tựa như so thụ thương nữ nhân còn trọng yếu hơn chút. Cũng may thôi nữ quan thét lên cũng chỉ kéo dài nửa tiếng liền im bặt mà dừng, nàng đã hôn mê người bên ngoài tranh thủ thời gian đến đỡ dậy nàng, dìu đến phía sau tìm quân y, thiết tâm ninh sờ lên cầm, một mặt làm như có thật. Nhìn bộ dáng này, là dính lấy tơ nhện, bôi chút nhuận hoa cao liền có thể tốt. Có phải là dính vào tơ nhện, phùng diệu quân tin tưởng thôi nữ quan hiện tại đã không ngại. Đợi nàng tỉnh lại, hẳn là càng phiền não mặt mặt mày hốc hát nên làm sao bây giờ. Đại sư Huynh yểu xìu mà xấu. Ngươi mới cố ý thiếp tâm ninh liếc nàng một cái. Ngươi mấy ngày trước đây không phải cũng là cố ý. Thôi nữ quan mặt vì cái gì lên bệnh sởi. Còn không phải trước mắt cô nàng này dùng nhuận hoa cao. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, vừa vặn lật đến mấy ngày nay tấu chương nói nhắn lại. Muốn nói mặn nước đào tử không phải quỷ, mà là thủy vân trong suy nghĩ xếp hạng thứ ba hoa quả, hừ hừ.